đánh hết đến sáng rồi, giảm chỉ có một nửa thôi, một tí thôi, mình nhìn thấy thôi. Ôi, chuẩn bị ôi giời ơi, em thề luôn chứ. Bây giờ không biết làm sao luôn ý. Quả này điện thoại hả? Giảm xuống thì nó bị tối. Anh cứ thử, anh ta giảm đi. Mọi người ơi, thật sự luôn ý, hôm nay nó nhiều hàng mới mà. Chán ơi là chán luôn ý, thật sự mọi người. Các bác là ôi giời ơi, em nói thật, cái điện thoại này nó muốn thay máy mới lắm rồi. Đang livestream nó cứ thông báo lên mọi người. Khổ quá, bây giờ là mọi người cứ thay nên đời suốt rồi. Mọi người bây giờ mọi người cứ nên nên đời 14, 15 rồi. Em bây giờ vẫn đang dùng 11 các bác ạ. Nên là thật sự ra mà nói là máy chán lên. Thôi bây giờ các chị ơi, em biết là giờ này là vào hơi sau sau rồi ấy. Anh đang vào đây, trên bếp với trên đấy. Hay là bây giờ em xin bác trời, thật sự mọi người luôn ý, chán quá rồi. Mất hướng này ý, mọi người chia sẻ lại bài cho em nhá. Bây giờ thôi mọi người ơi, em biết là giờ này rất là muộn rồi. Các bác vào lại, mọi người chia sẻ lại bài giúp em nhá, coi như là thật sự luôn là thôi bây giờ coi như là em lại lại từ đầu các chị ơi. Có khoác có sai có chip nhá. Bây giờ em xin phép các chị, bây giờ mọi người cho em xin đúng 5 phút thôi. Mọi người chia sẻ lại bài giúp em, cho em Thúy xin đúng 5 phút và các bác cho em Thúy xin tầm 5 đến 6 lượt chia sẻ lại bài giúp em. Mọi người bây giờ mọi người cho em xin 5 phút để em xả hàng bom đầu livestream, coi như tương tác các chị chia sẻ lại bài giúp em nhá. Tại vì thật sự đang livestream dở, nó bị co ra như thế này, thật sự nó mất hứng live luôn ý, sợ luôn ý, mất hứng live luôn. Nhưng mà bây giờ mọi người muốn lên đồ nhiều, rất là nhiều đồ quá. Hay là bây giờ em phải lên các chị ơi, tại vì ở đây này, hôm nay nhiều đồ ấy này, có váy mới nhá, rồi này ngủ mới, nói chung là nhiều hàng mới lắm. Nên là bây giờ là không lên không được các chị ạ. Thật sự bây giờ nó là không lên không được. Nên là em xin phép các chị cho em xin 5 phút này để em là. Vậy được rồi anh ơi, bây giờ xa quá em không thể đứng được. Bây giờ mọi người cho em xin đúng 5 phút để em Thúy là sao, em Thúy sell hàng bom cho các chị. Mọi người nào anh đưa lại mấy cái sản phẩm vừa nãy em lên đây, em lên lại cho mọi người, coi như cái livestream đấy bỏ đi. Coi như cái livestream đấy bỏ nhá, anh đưa cho em mấy cái đấy đi, coi như là ghim lại cho các bác. Kiểu gì bác thì cũng là xem lại. Nên mọi người chốt lại từ cái livestream này giúp em nhá, mọi người chia sẻ lại bài. Sao sang cái khác thì cái đấy cứ chốt nhá. Yêu ơi, thế thì mấy bài được mấy lần luôn. Ok cho mọi người. Em xem hàng bom nhá, mọi người chia sẻ lại bài, bắt đầu chốt đơn lại cho em nhá. Hàng bom nhá mọi người ơi, hàng bom nên là phải bán nhá mọi người đấy, bán tương tác đấy. Vừa nãy bán cho các bà giá rẻ rồi. Nào ai lấy có một chút đơn luôn cho em. Ủa ôi, cả một cái set trắng. Nghĩa là hôm nay em không có like app một cái gì đâu các chị ạ. Thật sự hôm nay em không có like app một cái gì đâu. Nên là mọi người xem ảnh thật cho các chị luôn, 10-10 ở thẳng đây luôn nhá mọi người nhá. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mà set trắng cho em 10 yên này các chị ơi. Set trắng 10 yên nhá mọi người, chia sẻ lại bài, bắt đầu chốt đơn lại cho em ạ. Bây giờ bắt đầu vào lại luôn giúp em. Bây giờ này hơi muộn, cũng muộn rồi, các chị thông cảm nhá. Mọi người chia sẻ lại bài giúp em, bắt đầu em chốt lại cho các chị. À này, mã này mọi người đem mã luôn cho em, mã là gì ạ? Set trắng cho em 10 yên nhá mọi người ơi, em Thúy vào việc luôn. Set trắng 10 yên, Nam ơi bắt đầu em kiểm tra đi, bắt đầu em kiểm tra đi. Ai có được chia sẻ, bắt đầu em chốt đơn nhá, chờ nhá. Đây ạ mọi người ơi, em ghi siêu cấp cho em luôn. Ok, set trắng 10 yên các chị ơi. Đó mọi người, nói chung là các bác cứ chia sẻ đi ạ. Cứ hiện người đã chia sẻ đủ là Nam nha, em sẽ đọc tên luôn. Mọi người chỉ cần cho em Thúy xin 5 đến bao nhiêu ạ? 5 đến 7 lượt chia sẻ và các chợ đồ cũ và tô comment giúp em là được. Ok chưa mọi người? 5 đến 7 lượt chia sẻ nhá mọi người nhá. Còn đây Becky siêu cấp của này nhà em luôn, Becky siêu cấp này. Coi như em bán con này luôn cho các chị luôn với giá là 19 yên nhá mọi người ơi. Ai này Becky siêu cấp, mọi người lên mã cho em mà Becky cho em 19 yên, anh Nam ơi chốt đơn nhá. Becky cho em 19 yên, Becky siêu cấp của nhà em luôn, em mọi người nhìn hàng là biết này. Becky siêu cấp 19 yên, em Thúy vào việc luôn. Các chị cứ comment và mọi người chia sẻ bài là đọc tên. Còn vừa nãy em có hứa với mọi người rồi. Đâu cái đôi gót đâu anh Nam nhỉ? Vừa nãy em có hứa với mọi người rồi là cái đôi gót em vẫn tặng cho các chị. Ok chưa? Vừa nãy này đôi gót em vẫn tặng nhá. Chốt đơn cho chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất ở cái livestream này, giống như livestream trước, còn như livestream trước mọi người thông cảm, mọi người bỏ đi giúp em. Tại vì bây giờ em không có like cái livestream đấy nữa. Bây giờ là những bà nào có lượt chia sẻ nhiều nhất ở livestream này, thì vì cái bọn đôi gót này là cái đôi hàng bom ý. Đôi gót này là đôi hàng bom
vừa nãy đi ạ. Nên là em không có chốt đơn được cho mọi người. Thì bây giờ cái livestream này em sẽ chốt là bà nào có lượt chia sẻ nhiều nhất ở cái livestream này sẽ tặng cái đôi gót này với giá 0 đồng. Là cho các chị được chọn size, là size 35, 36, 37, 38, 39. Em cho các chị được chọn size ngày hôm nay luôn. Nên mọi người chốt cho em, thật sự là hôm nay quá là nhiều hàng. Đây em cho các chị xem hàng của nhà em nhá. Em cho mọi người xem luôn, hôm nay là quá là nhiều. Tất cả là full hết ở đây cho các chị. Treo trên mắt, treo dưới, ở dưới đây đúng không? Là hôm nay nó phải rơm ở tầm mấy trăm mã ấy, mọi người. Thật sự đấy, hôm nay là quá là nhiều, phải tầm mấy trăm mã đấy. Ui, thôi rồi, bà xem ngang ai. Ai vào đây hả đầu các chị cái. Nên là quá là nhiều, nên là hôm nay em chỉ muốn là lên thật nhanh cho các chị để like được nhiều thôi. Ok chứ mọi người. Đó nên là gót nha. Ai lấy gót mọi người nên mà cho em mã là gót 0 đồng. Tí nha em sẽ đọc tên luôn chứ không để cuối livestream nữa. Gót 0 đồng tí cuối livestream sẽ thống kê luôn. Mấy gót? Gót á? 1 chia sẻ nhiều nhất. Anh cho đi hai set này đi. Cho hai set đấy đi, hai set đấy đi. Ok các trẻ ơi. Becky 10. Ai lấy công văn chút luôn cho em ăn sơ mi. Becky 19 yên. Ai lấy Becky ai lấy sơ mi hoa mọi người lên mã cho em ăn sơ mi. Sơ mi, ai lấy sơ mi hoa, mọi người lên mã sơ mi hoa cho em 10 yên nhá. Sơ mi hoa trắng. Sơ mi hoa 10 yên. Các bạn mỹ tiên. Đây này, chân váy này này, yêu ơi, chân váy này hôm nay em tặng nhá. Chân váy này ngày hôm qua em bán 1299 đây này, em cho các chị xem luôn. Đây ạ, mọi người xem này. Cái chân váy này hôm qua em bán 1299 đúng không? Hôm nay em tặng luôn, ai lấy chân váy bèo, mọi người lên mã cho em CV bèo cho em 50 yên. CV bèo, ai lấy CV bèo, mọi người lên mã luôn cho em CV bèo. CV bèo bao nhiêu tiền đấy mọi người? 50 yên nhá. Ai lấy CV bèo mọi người lên mã CV bèo 50 yên cho được đúng không anh? Ok. CV bèo 50 yên nhá. Ai lấy có một chút đơn luôn cho em mã là CV. Ai lấy có một chút đơn cho em chỉ có một cho em mã chân váy thôi là được. Cái mã này là mã chân váy cho em 150 yên. Ai lấy chân váy mọi người lên mã chân váy cho em 150 yên ngao thả mấy cái mẫu bên trên xuống cho chị đi. Đây bây giờ sẽ lên từng cái mã bên trên xuống cho các chị nhá. Hôm nay nhiều hàng lắm. Full luôn. CV bèo. Chân lao. Hôm nay có cuộc cả quần vả luôn. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mã chân váy. Chân váy đi anh Nam chốt chưa? Anh Trần Lan rồi. Trần Lan để chốt luôn thêm cho em một bạn nữa là bạn Huyền Trang luôn đi. Nhìn Huyền Trang chưa? Chốt thêm một bạn nữa đi. Huyền Trang bạn hiện chia sẻ rồi. Ai lấy mã này mọi người lên mã chân váy cho em 150 yên. Ok cho các chị ơi. Đó thế. Đây là quần Trang. Ờ Huyền Trang, Huyền Trang. Ok. Ơi. Đây ạ. Nào bây giờ em sẽ lên tiếp theo cho mọi người một cái mã lót. Vừa nãy bà nào chưa chốt được thì mọi người comment chốt đơn luôn cho em. Mã là gì ạ? Lót nơ cho em nhá. Hàng đẹp cho các chị này, mọi người nhìn hàng cho em. À này lót nơ, mọi người lên mã luôn cho em mã lót nơ cho em. Một set lót 5 chiếc. Em bán cho các bà lót nơ này với giá là 450 yên một set. À này lót nơ, các bác lên mã lại mã giúp em luôn lót nơ nhá. Lót nơ là bao nhiêu tiền đấy ạ? 450 yên một set lót 5 chiếc. À này lót nơ, mọi người lên mã luôn cho em mã là lót nơ cho em 450 yên một set lót 5 chiếc lót nơ các chị ơi, lên mã luôn. Ơ ơi, hàng đẹp dã man luôn này. Em bao giá luôn, một set lót 5 chiếc. Ai lấy lót nơ các bác lên mã luôn cho em. Lót nơ 450 một set lót 5 chiếc cho các chị luôn. Lót nơ vừa nãy bà nào chưa chốt được thì mọi người chốt đơn luôn cho em mà lót nơ em có là hàng ok. Lót nơ nhá. Trần Liên Ngọc. Đùi, Ngọc Trinh Nguyên. Đùi mặc váy. Đùi mặc váy các chị ơi, đùi mặc váy. Dáng ghen bụng cho mọi người. Còn đùi đây là quần đùi mặc váy cho em, dáng ghen bụng nhá. À đấy đùi này mọi người lên mã cho em mà đùi 250 yên giúp em dáng ghen bụng nha mọi người ơi. Hôm nay về thêm em mới dám bán cho các chị đây ạ. À. Hôm nay có anh Lam Út Hồng Thúy. Mã gì ạ? Đùi 250 giúp em mạnh 250 yên của đùi dáng ghen bụng nhá. Mùa hè này mọi người mặc váy rất là nhiều. Nên em khuyên thật các chị là mọi người cứ thử mua một cái quần đùi mặc váy của nhà em về trải nghiệm xem là quần đùi nhà em, tại vì em thật sự luôn là ở trong tủ quần áo của em này em có tận hai cái quần đùi này cơ, hai quần đùi là một màu da một màu đen để em mặc thay đổi. Em có thật mọi người mặc điên cố ấy, ai cũng sờ eo của em bảo sao con này eo óp thế, nhưng thật ra mọi người không thể nghĩ rằng bên trong em mặc quần đùi mặc váy các chị ạ. À. Thật sự luôn ý, chỉ có bán hàng như này thì chỉ có thay đồ nhanh để bán cho các bác thôi. Nhưng mà đến khi mặc đi chơi đi đâu thì em chỉ thích mặc quần đùi em mới thôi. Okay. Mặc thật sự luôn là ôm đùi sát bụng không chịu luôn. Mọi người kéo cái này, mọi người kéo chắc cái này ra đã cảm thấy mọi người gồng. Mọi người gồng cái tay của các chị lên để kéo rồi mọi người nè. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mã là gì ạ? Đùi 250 giúp em. Ai lấy đùi 250 mọi người lên mã cho em ạ. Đùi 250 yên được kèm màu cho các bác luôn. Có màu đen và có đen là màu da cho em. Đùi 250. Cái này có Nguyễn Thị Tuyết. Nào bông tai. Thanh à. Bông tai đâu rồi, ok. Mọi người hôm nay có nhìn thấy rõ mụn của em không? Hôm nay like căng thường nên là nhìn hơi xấu xí các chị ơi.
Anh em ở bưng tay này, bưng tay em đang đeo nha, em có hai màu. Đó, ok chưa? Thật sự nó này em chưa có bán lại đâu. Nhưng mà tại vì là hôm trước em có đeo đi chơi, khách có nhắn tin bảo là bạn có bán đơn này không? Có miếng hôm nay em có cái dán ngực này nha các chị ơi. Giá này em có bán rồi, hôm nay em bán thêm cho các chị. Có. Ai được bông tai mọi người lên mã cho em mà bông tai cho em. Mọi người lên mã cho em mà bông tai màu đen và bông tai màu trắng. Bông tai màu đen và bông tai màu trắng. Em bán cho các chị luôn là 299.000 một đôi. Hàng đẹp cho các bác. Màu của nó là màu vàng nhá, màu vàng đồng. Mọi người đeo kể cả mọi người đeo cả năm không bao giờ bị phai luôn. Em không phải nó đeo luôn. Tại vì bông này như em có đeo rất là lâu rồi. Em có mặt đeo đi chơi rất là nhiều chỗ rồi. Đến khi bây giờ khách nhắn tin hỏi là có bán không để chốt thêm ý. Hay là em với bên này em bán lại cho mọi người. Ai để bông tai mọi người lên mã bông tai trắng và bông tai màu đen cho em 299.000. Thế mọi người đeo cái bông tai màu đen thì nó lộn hẳn một cái khuôn mặt lên luôn. 299.000. Ai lấy bông tai mọi người lên mã cho em bông tai trắng và bông tai đen 299.000 nhá mọi người nhá. Ok chưa? Bông tai trắng và bông tai đen 299. Còn ai lấy kính này mọi người lên mã luôn cho em. Kính gì nhỉ? Kính gì anh? Ôi giời ơi. Kính kiểu. Ai lấy kính kiểu mọi người lên mặt kính kiểu cho em. Bông tai ok các bác ơi. Ai lấy kính okay. Ai lấy kính kiểu mọi người lên mặt kính kiểu cho em 499.000 một kính kiểu nhá. Ai lấy kính kiểu các bác lên mã cho em một kính kiểu cho em. Bao tiền đây mọi người ơi? 499.000 kính kiểu nhá. Ai lấy kính kiểu các bác lên mã cho em một kính kiểu cho em. Bao nhiêu tiền đây mọi người? Các chị mà sơ mới kể bao nhiêu nhỉ? Kính kiểu 499.000 kính kiểu nhá. Kính kiểu cho em bao nhiêu tiền đấy mọi người? 499.000 nha. Bông tai em mỹ hai. Ok bông tai. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? Sơ mi kẻ bao tiền đi ngân nhỉ? Sơ mi kẻ cho em 780 mã sơ mi kẻ nha mọi người ơi. Ai để sơ mi kẻ mọi người lên mã luôn cho em. Mã là sơ mi kẻ. Kính kiểu cho Hoa Quỳnh. Kính kiểu 499 nhá. Lam nữ đều. Kính kiểu Nguyễn Thị Lệ. Lam nữ đều đeo được. Đinh Thị Thu Thủy. Lam nữ đều kính kiểu cho Thanh Lam ok. Lam nữ đều đeo được nhá. Đinh Thơm. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Sơ mi kẻ xanh, ai lấy sơ mi kẻ xanh mọi người lên mã sơ mi kẻ xanh có 780.000 thôi. Bông tai có mùa lưỡi chai nhá, mùa lưỡi chai có ok được một chút. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em ạ. Sơ mi kẻ xanh. Ai lấy sơ mi kẻ xanh. Đi. Sơ mi kẻ xanh, ai lấy sơ mi kẻ xanh các bác lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? Sơ mi kẻ xanh giúp em nhá. Giá cho các bác luôn là 780.000 này em yêu ơi. Cảm ơn chị. Sơ mi kẻ xanh 780. Ba ra em này còn đúng không? Còn không? Ba đây còn á? Còn đúng không? Ai lấy ba ra ren các bác lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? Ba ra ren 299.000. Sơ mi kẻ ok, ai lấy sơ mi kẻ mới lên mã sơ mi kẻ. Còn nhưng mà còn nhiều không nhỉ? Nhưng còn nhiều hay còn ít để còn bán ấy. Thế bây giờ cứ bán nhá. Để nếu mà mai chung. Ok, ai lấy mã này mọi người lấy mã luôn cho em. Mã là Bararen. Bararen, bao nhiêu mọi người nhỉ? Bararen. Sơ mi kẻ Lý Ngọc. Bararen, 299.000. Không có bà nào chưa có phần chút lại nhá. Bararen, ai lấy Bararen mọi người lấy mã Bararen cho em. 299.000 Bararen giúp em nhá. Ok cho các chị ơi. Ai lấy Bararen mọi người lấy mã luôn cho em. Bararen giúp em, ren này. 299.000 Bararen. Ai lấy Bararen mọi người lấy mã Bararen cho em. Kèm màu trắng đen nhá, hàng này cũng nhiều. Em nói thật mọi người, một cái livestream em bán không bao giờ trên dưới 40 chiếc đến 50 chiếc. Em không phải nó điêu các chị luôn. Không hiểu sao một người có vẻ khoái mặc Bararen này. Tại vì nó kiểu ren ý, nên là dễ mặc đúng không các chị? Mà nó kiểu đẹp như này nó thì ai chả thích. Em nên còn thích muốn chi các bà. Ok chưa ạ? Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em. Mã là Bararen cho em trắng và đen nhá. Ok chưa? Rất là đẹp, có sẵn đẹp ngực luôn. Form này nói chung là khỏi chê luôn. Tâm em bán 299 em bán bao giá cho các bà luôn ấy. Ok chưa? Bararen, có một đúng cú pháp cho em. Má là Bararen trắng và Bararen đen nhá. Ok chưa các bà ơi? Quên Babie Liên Bùi có ok. Còn đây là ba này là ba da xịn đúng không nha? Ba da xịn hàng hàng có Nguyễn Thị Thu Hiền, Hồng Luân. Con này thì mọi người xem lại live stream cũ giúp em. Đây là ba da xịn 299. Con này mọi người xem lại live stream cũ giúp em. Con em có like rồi, có mặc rồi. Baracit 299. Ai thì Baracit mọi người lên mã trên mặt Baracit. Có một đúng cú pháp trên mặt là Baracit trắng và Baracit đen 299.000 nốt các chị ơi. Tại vì hàng này nói chung là mình mặc mấy cái kiểu ren này nhìn rất là sexy và đẹp với các chị. Nó rất dễ phối đồ, kể cả một người bên trong một người mặc Bararen như này. Khi một người mặc khoác một cái con sơ mi bên ngoài rất là đẹp luôn. Có một đứa con trên mặt Baracit nhỉ. Đấy, bà là không có một chuẩn. Mình nhầm mã luôn.
Paracet khác còn Bararen khác nha mọi người nhá. Ba này Paracet, ai này Paracet, mọi người lên mãi trên mà Paracet kèm màu. Paracet trắng và Paracet đen các chị ơi. Ok chưa mọi người? Paracet trắng và Paracet đen. Còn mới còn một đúng cú pháp cho em á, Paracet trắng và Paracet đen. Cho các chị được kèm Paracet màu nhá. Ai có một đúng cú pháp thì chốt đơn ạ. Đẹp dã man luôn, xịn nha. Xịn nha. Xịn nha. Hằng Hằng. Auto xịn nha. Hoàng Giang, Sơ Mi, Đinh Thị Thu Thủy. Cô Ngọc Hào. Đây là zoom hoa này. Đây zoom hoa của các chị đây. Ai này Sơ Mi đằng sau mọi người lên mã. Ngọc Huyền. Ai này Sơ Mi đằng sau mọi người lên mã Sơ Mi kẻ cho em. Hoa Quỳnh, Hồng Nhi. Chữ dầm nổi ấy mà. Kính ở trên đầu thì 499 kính kiểu nha. Kính kiểu. Ai là kính kiểu? Các bác lên mã trên một kính kiểu. Nguyễn Thị Thu Hằng. Xinh vãi. Nam nữ đều đeo được kính kiểu. Nguyễn Ngân, ai là kính anh kiểu? Ngọc các bác lên mã kính kiểu cho em 499. Mai. Nào ai là zoom hoa các bác lên mã luôn cho em zoom hoa này. Zoom nhá, chất zoom nhá mọi người ơi, chất zoom này. Zoom hoa có lệm ngực cho các bà luôn. Có chế độ kéo lên kéo xuống cho các bà. Ai này mã này mọi người lên mã cho em zoom hoa kèm màu. Zoom hoa cho em màu này nó là màu trắng. Kẻ 780 nhá. Zoom hoa cho em màu này nó là màu da. Zoom hoa cho em màu này nó là màu kính đen. Kiểu cho Minh Huệ, ok. 399 yên các chị ạ. Các bạn mở nhỏ nhạc đi rồi đi em ơi. Không có ai giới đọc không nghe rõ đâu. Cứ nhỏ nữa đi. Ai này mã này mọi người lên mã cho em mà zoom hoa cho em Thúy được kèm màu cho các chị luôn. Ai này zoom hoa mọi người lên mã zoom hoa cho em. Zoom hoa nhá, nếu mà zoom bình thường trơn. 780 nha anh em. Không có nói cho em mà Sơ Mi kẻ nha. Nếu mà zoom bình thường thì em chỉ bán cho các chị 380 thôi. Nhưng mà đây là kiểu zoom hoa rất là đẹp zoom cho các chị luôn. Được kèm màu. Đây là màu trắng này. Tâm Nguyên. Đây là màu da này. Đây là màu đen này. Đấy nên cho các chị được kèm màu luôn. Tha hồ một người chốt nhá, ok chưa? À đây zoom hoa, mọi người lên mã zoom hoa cho em. Còn đây, đây là Em vừa bỏ một cái mã này ra rồi. Em vừa bỏ một cái mã này ra. Cái này là kèm theo cho các bác được một cái dây trong. Đây là dây trong nhá mọi người nhá. Đi Sơ Mi kèm màu, ok các bác được chút. Hôm nay rất là nhiều mã. Em nói thật ngày hôm nay nó phải rơi vào tầm 100 mã thì em nghĩ là như thế đấy các chị. Đây là miếng này là miếng rắn ngực và nâng ngực đến cho các chị luôn. Đây ạ. Bạn nào thích kiểu nâng ngực thì mọi người lên mã cho em rắn ngực này. Và kèm cho các chị một dây trong này. Dây trong nhá mọi người ơi. Mọi người sử dụng bà nào thích mặc dán ngực và mọi người thích mặc lưng kiểu dáng nước ngực thì các bác cho luôn cho em mã là gì ạ? Dán ngực 650. Ai để dán ngực mọi người lên mã cho em mà dán ngực 650 khi mọi người dán vào rồi mọi người kéo căng cái này ra. Lưng ngực lên cho các chị. Nhức lách. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em mã là dán ngực cho em 650 một đôi như thế này luôn. Mà mọi người tái sử dụng này được. Mọi người sử dụng ở dưới nước thoải mái, không bao giờ sợ bị bong cho các bác luôn. Ai để dán ngực mọi người lên mã cho em mà dán ngực 650 cho em nhá. Kèm theo dây trong cho các chị luôn. Dáng này là kiểu dáng một đôi, kiểu dáng nâng ngực cho mọi người. Cái hàng này được trước em mua ở shop nhỉ? Được trước em mua ở shop. Dáng ngực 650 mà. Dáng ngực 650 mà chất nó mềm lắm. Dùng thích lắm mọi người. Chất mềm dã man luôn ý. Tái sử dụng này được nhá mọi người ơi. Ai để dán ngực mọi người lên mà dán ngực. Còn đây là hộp dán ti của nhà em này. Ai để dán ti mọi người lên mã cho em mà dán ti này cho em nhá. Mất tiêu đâu của chị hết rồi. Hồng thằng nào sử dụng hết rồi. Mai Vân. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mà dán ti là 430 sử dụng hết ở đây rồi. Hết rồi các chị. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mà dán ti 430 một hộp của nó gồm 5 đôi. Mà nào thích dán ti vui. Mọi người lên mã cho em. Mã là dán ti 430 một hộp 5 đôi. Hồ Ngọc Hào. Ai lấy dán ti các bác lên mã cho em mà dán ti 430 một hộp. Đây là dán ti, ai để dán ti mọi người lên mã cho em mà dán ti 430 một hộp dán ti như này luôn. Vinh Anh Nguyễn, dán ti 430 một hộp 5 đôi dán ti cho Mai em Ngũng. 430. Ok chưa các bạn ơi, 430 một hộp nhá. Ok chưa mọi người? Đó còn đây là dán ngực này hàng này. Nhỏ ba ok chưa mọi người? Chất nó mềm lắm, ngoài dán ngực. Tình. Mọi người tái sử dụng này được, sử dụng dưới nước cũng được, mọi người đi chơi đi biển cũng ok. Ê này, mọi người mặc cái này mọi người dán lưng ngực lên như này rất là ok luôn ý. Kèm theo một dây trong cho các chị nữa. Dán ngực 2 đô, ok 650 có 650 yên nha các bác nhá. Dán lưng ngực, ai để dán ngực mọi người lên mà dán ngực 650 yên. Nha, ok cho mọi người. Tiếp theo luôn giúp em này. Dán cho Mai Xuân Anh. Mọi người ơi, bây giờ ngay nha. Bạn có thể 320 hay là bạn lấy trăm. Bây giờ anh này mã này mọi người lên mã luôn cho em mã là dây 320 dây này là dây 260 cho em nên nhanh mã này thì vì mã này em còn nói chung cứ chốt ai lấy mã này của mọi người lên mã luôn cho em mã là dây 260 dây 260 cho em dây 260 có trắng này có lệm ngực nhá dây 260
dây 260 cho em. Màu này nó là màu da và có màu đen nữa nha. Dây 260, ai lấy dây 1 lên mã cho em. Mà dây 260 yên kèm màu. Có màu đen được các chị ơi. Dây 260 kèm màu. Dây 260 có màu trắng này, màu da và màu đen nhá. Có 3 màu cho các chị. Ai lấy dây 1 lên mã dây cho em. Váy hôm nay nhiều các chị ơi. Mọi người yên tâm, đây giờ lên mã này nè. Em lên lại mã này một lần nữa để em treo lên cho các chị nhá. Tình hôm nay quá là nhiều mẫu luôn, thật sự đấy. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Dây 260 Loan Tún Tâm Tâm. Mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? Nguyễn Thảo. Dây 260 kèm màu, có màu đen nữa đấy các trẻ ơi. Hà Nguyễn. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã là sơ mi kẻ 780 nhá. Ai lấy sơ mi kẻ mọi người lên mã cho em, mã sơ mi kẻ. Sơ mi kẻ 780 cho em. Sơ mi kẻ 780 còn lửng trơn. Ai lấy lửng trơn, các bác lên mã luôn cho em. Hồng em. Hôm nay có nhiều mã lắm mọi người nên mọi người đợi em một chút nha, em sẽ lên dần nha các bác. Ai bị dơ qua mã các bạn ơi. Ai lấy mã, tại vì nhiều mã hôm nay. Hôm nay phải mấy chục mã, gần trăm mã thì đến nên đến bao giờ các chị. Nên là bây giờ em sẽ lên rất là nhanh các chị ơi. Nhà em không thiếu một cái gì luôn ạ. Phụ kiện các thứ không thiếu một cái gì luôn. Mọi người đợi một chút là được ạ. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em, mà lửng trơn kèm màu 780 yên, lửng trơn nhá. Chất lửng trơn thì em rất là mềm cho các chị luôn. Bài là mua lửng trơn thì em đồ người biết chất rồi nhá. Ai lấy lửng trơn mọi người lên mã cho em. Mọi người lên mã cho em mã lửng trơn. Sơ mi kẻ anh hai. Lửng trơn trắng này. Lửng trơn màu đen này, hàng đều là hàng cao cao hết. Và lửng trơn cho em là lửng trơn màu xanh. Ai lấy lửng trơn mọi người lên mã cho em là lửng trơn nhá. Lửng trơn trắng này. Ôi em ơi. Nhìn gì ạ? Ai lấy lửng trơn mọi người lên mã cho em là lửng trơn xanh này. Lửng trơn đen này. Lửng trơn trắng đen mai đen. Lửng trơn xanh, lửng trơn đen và lửng trơn trắng. 780 yên. Kèm màu kèm size các chị ơi, mọi người nhớ kèm size giúp em này. SML. Size S tầm 46 cân đổ lại. Size M cho em tầm 52 cân đổ lại, còn size L cho em tầm 58 cân đổ lại giúp em nhá. Lửng trơn. Ai lấy lửng trơn mọi người lên mã cho em là lửng trơn này. Lửng trơn trắng này. Lửng trơn đen này. Lửng trơn xanh này rất là dễ phối đồ, riêng về cái phần lửng trơn cho các chị luôn. Nó dễ phối đồ lắm luôn ý, thật sự đấy. Ví dụ là kiểu rách rách thì mọi người hơi khó phối đồ. Nhưng mà riêng dáng trơn thì các chị có thể mọi người mặc phối thoải mái luôn. Okay. Em ơi nhập sau đi. Lửng trơn này là lửng trơn, mọi người lên mã lửng trơn cho em. Trắng, đen, xanh 760 yên được kèm size cho các chị luôn. Ba size em. Đây, còn set hoa nhá. Đây từ từ em xin phép các chị ơi. Hôm qua bà nào chốt set hoa thì hôm nay mọi người thông cảm, hôm nay em bán cho các chị này. Set hoa 12 1 điều 12 15. Dạ, 2 ha 300 yên đi, rồi bán một set nhưng bố đi. 1359 đi. 1350 đi, số đẹp. 1350. Hôm qua bà nào 400 yên. Giảm 400 yên á. Mới biết rồi đâu. Tại vì hôm nay nhà em về thêm các chị ơi. Hôm qua bà nào mua con này với giá 1650 thì thôi thật sự các chị ơi thông cảm cho em. Hôm nay em bán cho các bác với giá bao nhiêu ạ? 1 sen 350 yên được kèm 2 size SM cho các chị luôn. Hàng em là hàng thiết kế, gồm cho các chị luôn là bao nhiêu ạ? Gồm cho mọi người luôn là 2 size M dáng tay bồng như thế này cho mọi người nhá. À để mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? Set hoa xanh 1350. Còn hôm qua bán 1650 thì mọi người đừng dối em nhá. Thật sự mọi người đừng dối em nhá. Hôm nay để em thật sự luôn này, em xem giá này đấy các bác ạ. À để mã này mọi người lên mã cho em mà set hoa xanh 1350 kèm cho em Thúy Luận 2 size M, hàng đẹp như thế này nhá mọi người ơi. Có túi đằng trước và có túi đằng sau cho các chị luôn. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em và set hoa xanh 1350 kèm cho em Thúy 2 size M. Hôm qua vừa bán 1650 xong em không thể thề luôn ý. Thì nhiều bác vừa đang ghét em nóng nhưng mà thôi mọi người thông cảm cho em. Tại vì em bán cho mọi người giá này thì bà là thanh thanh vừa 1650 thì thật sự là nhiều bà giận lắm đấy. Thật sự đấy. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? Ba lỗ kiểu. Ba lỗ kiểu, ba lỗ kiểu. Anh Lam. Ai lấy ba lỗ kiểu muốn lên mã luôn cho ba lỗ kiểu. Nguyễn Minh Đức. Minh Huệ. Xét hoa xanh 350 em yêu ơi. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? Ba lỗ kiểu nhá. Còn set này, các mọi người ơi, còn set này ai lấy công một đây. Một đúng 1350, hôm qua vừa bán 1650 không. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? Mọi người vui lòng công mình giá nhé. Em ơi, ngày hôm qua bán 1650 nhớ đấy, có đấy. Chỗ cho khách là 1650 chết. Ai lấy mã này chốt luôn cho em ba lỗ kiểu 350 yên, ba lỗ kiểu cho em. Ba lỗ kiểu này mọi người mặc phối đồ nha, không phải ba lỗ mặc ở nhà nha. Ba lỗ mặc ở nhà em chỉ bán 150 yên đến 180 yên thôi. Nhưng đây là ba lỗ mọi người mặc. Ba lỗ này là mọi người mặc ba lỗ mọi người mặc phối với quần suông, phối với quần nửng.
phối với quần baggy, mọi người mặc phối đồ đi chơi rất là ok. Ai này mắt này mọi người lên bán hộ cho em. Hồng lùa comment lại nhá. Ok, bác comment lại rõ giúp em nhé bác Hồng lùa ơi. Ai này mắt này mọi người lên bán luôn cho em. 3 đồ kiểu 350 yên thôi ạ. Hàng này mọi người đang mua 600 yên. Các bác về với nhà em, mọi người mua ở nhà em với chỉ có giá 350 yên thôi. Mọi người mua chỗ khác là 600 yên nhưng mọi người mua nhà em chỉ giá 350 yên thôi. Đó ba đồ kiểu. Hai ngàn có rồi nha. 600 yên mọi người mua nhà em được hai cái. Ok cho mọi người. 350 yên. Màu gì ba đồ kiểu màu gì em ơi? Ba đồ kiểu kèm màu. Mọi người cứ comment chậm thôi, không cần phải comment nhanh quá đâu. Viết comment chuẩn cho em là được. Tất cả đồ đều có màu hết, đồ có sai mà nhiều cái đồ có sai, mọi người cứ có mừng chậm thôi. Ba lỗ kiểu cho em, ba lỗ kiểu trắng và ba lỗ kiểu đen. Mọi người yên tâm, tại vì hôm nay là hàng em có số lượng nên các chị thoải mái, mọi người chốt bao nhiêu cũng chốt có luôn đấy. Ái, thu ok hương. Chưa? Tiếp theo luôn cho em, cái này còn không à? Lửa xanh cho Khánh Nguyễn ok. 350 một trắng một đen, 350 là cái gì cơ? 350 là ba lỗ kiểu. Bạn có comment lại rồi, comment nói cho em ba lỗ kiểu nhé. Comment cả tên sản phẩm đi. Tại vì in ở trên hệ thống này nó sẽ lưu lại ấy. Đây con này còn được, con này comment nói cho em nhá. Đây xếp là ok, bác nó sẽ hồng ơi ok, hôm nay nhiều hàng lắm. À lấy má này. Cảm có hồng hồng có. Mọi người lên má luôn cho em con này luôn. Ôi. Nhanh có lửng. Nhanh và tay 650. Các chị ơi lên má luôn cho em polo 650 còn được đúng chủ con là hết. Ai đi polo mọi người lên mã cho em polo 650 nhá, hàng đẹp chưa, form đẹp chưa các chị ơi. Ai đi polo mọi người lên mã cho em đúng cú pháp cho em polo cho em bao tiền đấy mọi người. Đừng trơn vào polo tính tính bao okay. Tiền đấy các bạn. 650 yên. Con Tùng này à? Ok polo. Polo 650 anh cho đúng 10 con đấy, 10 con hết, 10 con hết. Nào ok, nào ok được. Rồi em yêu xem polo đúng 10 con này, Phương Sinh 1, PT Nga 2, Loan Tun 3, Ngọc Hà 4. Tuyết Mai 5. Ngọc Phương 6, Hạnh Nguyễn 7. Lên mã này cho các chị luôn. Mà nhiều mã lắm, thật sự là đầu em đang chưa reset rồi. Thật sự luôn đấy. Ai để mã này một người lên mã luôn cho em. Mã là sơ mi gì các bác ơi. Ai để sơ mi một chút luôn cho mã sơ mi vạt 799 đúng không em yêu. Ai để sơ mi vạt các bác lên mã cho em mã sơ mi vạt. Mọi người bảo mua ở nhà 9. Em chỉ có giá là 799 nhiên thôi. Thế xe thu ok. Ai lấy sơ mi vạt, mọi người lên mã cho em mã sơ mi vạt cho em nhá. Ai lấy sơ mi vạt, mọi người lên mã cho em mã sơ mi vạt màu xanh và sơ mi vạt cho em màu sữa nhá. Màu trắng màu xanh đi, không còn sữa đâu. Trắng và đây là màu xanh sơ mi vạt cho em. Ai lấy sơ mi vạt chất nhà em là chất nhuộm. Mọi người nhá, chất nhà em là chất nhuộm, mặc cực kỳ mát luôn, sơ mi vạt. Tay kiểu tay bồng đẹp như thế này cho mọi người luôn. Sẽ hoa nguyên trai. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em sọc bò. Ok đấy, một chút nhá bác Kim Thơm ơi. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn. Cho em mã là sơ mi vạt cho em kèm màu. Sơ mi vạt màu sữa ở màu trắng và sơ mi vạt cho em màu này nó là màu xanh sơ mi vạt nhá. Kèm một cái khăn cho các chị luôn rất là đẹp. Anh để sơ mi vạt mọi người lên mã luôn cho em mã là gì ạ? Sơ mi vạt trắng và sơ mi vạt màu xanh nhá các bác ơi. Rất là đẹp luôn. Vinh Anh Nguyễn ok. Sơ mi vạt xanh của Ngọc Hậu. Đằng sau này là phối màu rất đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn sơ mi vạt. Nguyễn Thảo, Nguyễn Thị Thu Hằng, Hà Nguyễn. Lửng trơn cho PT Nga ok. Ai sơ mi vạt mọi người lên mã sơ mi vạt luôn giúp em. Ok. Còn mã này hôm nay em về thêm một cái mã quần baggy. Tuyết Mai. Baggy bèo mà cặp cao. Mã em về thêm đây mọi người ơi. Bên trên bèo nhá. Bên trên nó bèo bên trên cho các bác. Đây ạ. Ở bên trên nó bèo lên trên một chút cho các bác nhìn bèo bèo bên trên chưa. Ai để baggy này mọi người lên mã cho em mà 16 baggy cho em. Có một mã cho em mà baggy vải cho em 850 yên form cặp cao như thế này các chị ơi. Form cặp cao. Form quần ống của nó là form quần hàng baggy chứ không phải là form quần ống jean nha các chị nhá. Lửng trơn cho Hoài Thịnh ok, Ngọc Lan riêng, có. Riêng em bán quần vải, không bao giờ em bán cái form quần jean đâu các chị ơi. Trần Thị Hà, Lo Xe Hồng, Em Kim. Mọi người lên bán luôn cho em, bán là gì ạ? Baggy vải 850 yên kèm cho em Thúy luôn. 3 size ML baggy vải, ai để baggy vải mọi người lên bán baggy vải cho em. Form nhà em cho các bác xem nhá. Cái form của nhà em mọi người nhìn cặp cao đúng như thế này, mọi người nhìn form này. Ui giời ơi. Nó phải hơn 2 gang, chuẩn đét hơn 2 gang luôn. Không nói điều. À để mã này mọi người lên mã cho em mặc baggy vải cho em. Đồng Loan, bé Ti ok. Baggy vải 850 yên, form quần ống của nó này. Cái ống này của nó là ống form to. Baggy vải cho bé Ti luôn ok. Form ống của nó rất là to luôn, chứa baggy vải 850 yên. Baggy vải ML. Em không bán form bé nha. Mọi người nhìn kỹ form nhà em này, form này là form to như thế này luôn. Baggy vải nhìn cái ống của nó to như thế này, nó không phải là cái form jean, form ôm đâu. Riêng về em nói thật là như này nhé, riêng một người mặc quần baggy vải thì em khuyên thật mọi người là mọi người nên mặc form rộng.
Tại vì nếu khi một người khi một người mặc cái form quần ôm ý, thì một người chỉ có trung trung tuổi mọi người mới mặc quần ôm thôi. Nhưng mình kiểu trẻ trẻ như thế này ý, thì mình nên mặc, mình em nghĩ rằng là mình nên mặc cái quần kiểu quần cái form rộng ra một chút. Thì khi mình mặc phối đồ thì rất là trẻ Khánh trung. Khánh Hoàng lấy size gì em ơi? Khánh Hoàng kèm size nhá. Ngọc Anh Hoàng có size M. Em tư vấn size cho mọi người. Deku có size M. Sẽ tầm 46 cân đổ lại. Size M tầm 52-53 cân đổ lại. Còn size N dành cho bác là từ 60 cân đổ lại mà được giúp em nhá. Tại vì cái vải nó rất là dễ mặc. Em nói thật luôn, không biết như thế nào nhưng mà em ở về quê hay là em có cố bàn gì mà các thứ thì em chỉ mặc quần vải thôi. Chỉ mặc quần vải phối béo phồng là hết các bác ạ. À, để mã này mọi người lên mã trên mà Becky vải 850 yên. Phong quần cạp cao ở phía bên trên nó bèo như thế này. Ngọc Hân có ES ok. Cài một cúc cho các chị nhá. Hàng cạp cao cho các bà luôn. Sao đi vải cho Trình Huệ. Becky vải xem mở cho Hương Cáo. Xem mở cho Hoài Thịnh. Còn sơ mi vạt size S 2 cái cho Khánh Hòa ok. Đây mà sơ mi vạt form nhà em này. Form đẹp như thế này luôn. Xem gấu luôn. Xe 35. Nè mọi người nhìn form này. Cái gì đấy? Sao bài này có mừng xem gấu xe 35 được đấy. Nguyễn Thu kèm size đi em ơi. Bé cái vải 850 size gì Nguyễn Thu. Bây giờ xem gấu chỉ còn bao nhiêu. Đổi thêm sang L ok Ngọc Anh. Size L cho Hồng Lùa. Ai để mã này mọi người. Vải cho ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em có bốn hộp này. Sơ mi vạt. Nguyễn Thu có M. Sơ mi em đưa chị Nguyễn Thị Thu Huyền có là ok. À, chị Thu Huyền có là ok. Em xem có những màu gì form này. Ai đi sơ mi vạt, mọi người lên mã cho em mà sơ mi vạt trắng và sơ mi vạt màu xanh cho em. Sơ mi vạt trắng và sơ mi vạt màu xanh. Giá cho các bác rẻ không có 799 đâu các bạn ơi. Có rẻ luôn nhé. Ai lên mã này, mọi người lên mã 3 lỗ thủng cho em. Thằng này hôm qua em bán nhiều lắm rồi. Thế nó hôm qua em bán Quỳnh Trần có ok. Hôm qua em không nghĩ rằng em có thể chạy được nhiều mà ba lỗ thủng luôn ấy, thật. Ai lấy ba lỗ thủng này mọi người lên mã trên mà ba lỗ thủng nhá. Hàng này đang hot rồi. Hot từ TikTok cho đến Facebook luôn. Không có chỗ nào không hot. Ai lấy mã này mọi người lên mê luôn. Em đảm lên lên cho ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Em vải cho Dương Thị Phường ok. Ba lỗ thủng nha. Chất nhà em nó là chất đẹp như thế này luôn. Nha mọi người nhìn chất nhà em này. Chứ không phải là cái chất hàng rẻ đâu nha. Nếu hàng rẻ hơn nó chênh nhau tận 20.000 một con giá nhập vào. Em nói thật, nên là em bán cho các bác giá như thế này. Nên em bao chất bao giá cho mọi người luôn. Mọi người cứ nhận hàng cái chất này đi ạ. Riêng hàng rẻ hơn, thứ nhất là cái chất nó rất là thô các bác ơi. Mọi người nhìn kỹ cái form chất hàng em nhá. Thì khi mọi người nhìn cái chất nào nó rẻ hơn, mọi người nhìn cái form của nó khác hoàn toàn nhau. Đấy mọi người nhìn form của nó, hàng của nhà em này. À để món này mọi người lên mã 3 lỗ thủng cho em. Nói chung hàng này hôm qua em giới thiệu nhiều lắm rồi, em giới thiệu từng cẩn thận từng tí một luôn ý. À để mã này mọi người lên mã cho em mà 3 lỗ thủng cho em kèm màu. 3 lỗ thủng màu xanh cho em này. 3 lỗ thủng màu vàng cho em này. 3 lỗ thủng cho em màu trắng màu đen cho em này. 3 lỗ thủng cho em kèm màu. 699 yên anh cho các bác nhá. Mọi người phối đồ rất là dễ phối đồ. Mọi người kể cả mặc phối với 3 lỗ thủng này, mọi người mặc phối với chân váy xẻ nhiên nó mặc rất là đẹp luôn nhá. À để mã này mọi người lên mã cho em mà 3 lỗ thủng cho em kèm màu 699 yên bao giá cho các chị luôn. Chất của nó mọi người nhìn chất cho em này. Ui giời ơi, hàng này nó đẹp như thế này mà. Rất là dày dặn luôn nhá. Chất nhà em nó rất là dày dặn cho các chị luôn. Rất là dày dặn cho mọi người luôn nhá. Mặc cực kỳ là mát. Ok chứ mọi người. À này, 3 lỗ thủng mọi người lên mã cho em đúng cú pháp cho em mà 3 lỗ thủng nhá. 3 lỗ thủng màu đen. 3 lỗ thủng cho em. 3 lỗ thủng cho em màu này nó là màu vàng. 3 lỗ thủng cho em màu này nó là màu xanh. 3 lỗ thủng. 3 lỗ thủng. Chất váy em là mặc 550. À này, CV sẻ mọi người lên mã cho em nó là gì ạ? CV sẻ cho em 550 yên kèm cho mọi người 3 size ML nhá. CV sẻ sẻ một bên này. Bên trong kèm quần cho các bác luôn. Bên trong kèm quần nhá. À đây CV sẻ mọi người lên mã cho em CV sẻ. Đinh Hương. À lưu thùng kèm màu. À đây CV sẻ mọi người lên mã cho em CV sẻ cho em 550 yên nhá. Nguyễn Thảo. CV sẻ 550. Ok chưa? Thanh Minh. Còn đây mọi người lên mã cho em 3 lỗ thủng. Hoa Quỳnh Nga Lika. 3 lỗ thủng màu vàng. 3 lỗ thủng màu đen và 3 lỗ thủng màu xanh. Nhìn nam thì em được Trung Trần. Sáng chế ra được một cái tên là 3 lỗ thủng các chị ạ. Chả ở đâu người ta gọi 3 lỗ thủng, chỉ có mỗi cái nhà người ta lỗ thủng. Nguyễn Thị Phương ơi, ok 3 lỗ thủng cho Mai Thị Dầu Hiền. À đây mã này mọi người lên mã cho em mã là gì ạ? CV khói. CV khói rách đúng không? 1150. CV khói rách cho em. CV sẻ Hương Lê, Hương Cáo kèm sai đi em ơi. Có chế vai có được các bác ơi. Mon có yên. Tâm Nguyễn kèm size đi em ơi. Form này đẹp chưa? Candy lớp kèm size đi. Kèm size. Tất cả mọi người phải kèm size 3 nha. 3 size SML. Size S tầm 45 cân đổ lại. Size M tầm 53. Size như size quần. Như size quần, nói chung như size quần mà các chị. Đây em 45 cân đây và em đang mặc size S nhá. Đó ok chưa? À để mã này mọi người lên mã luôn cho em.
CV khói rách. À này, CV khói rách mọi người lên mã cho em, mã là gì ạ? CV khói rách. CV khói rách 1 xe 150.000. Set vest ok, được, một cho em lên mua set vest. Mon đổi màu ok. À này, mã này mọi người lên mã cho em, mã CV khói rách cho em. À này, CV mọi người lên mã cho em, mã này. Tâm Nguyên mờ cho Hương Cáo. Polo, polo có polo ạ. Có vẻ là mạng đẩy chậm thật. À này, mã này mọi người lên mã cho em, mà CV khói rách cho em. Lớp có ok. Một xe 150.000 kèm cho em luôn 2 size M, 3 size ML. Ok em yêu ơi, cho lên chị. Còn đây đủ ở đây, hôm nay nhá. Em cho các chị luôn, em hôm nay em nói thật với mọi người luôn à. CV khói rách cho Thu. Hôm nay bảo là không lấy mã này, em nói thật với các chị luôn à. Tiếc ngẩn người luôn. Em bao giá luôn, riêng con bộ lụa này. À này, mã này mọi người lên mã. Quá đẹp luôn. Nào, các chị lên mã nhanh cho em. Khói Sabin, Sabin nhìn chối tỉ mấy trưởng. Nga dùng thuốc chưa? Chưa á? Chuyện này. Cái mặt mùa này mục cúm. À này, mã này mọi người lên mã luôn cho em. Lụa bèo nhá mọi người ơi, nhìn bèo này, bèo hết cho các chị này, chất xốp nhá. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì anh ơi? Bèo à? Thì mặt, lụa mặt cười đi. Lụa mặt cười, ai lấy mặt cười mọi người lên mã cho em mà. Lụa mặt cười 900.000. Em nói thật mọi người, em bao giá luôn. Bèo hết tay này, bèo tay này, bèo hết ở viền cổ nhá, bèo cả túi cho các chị luôn, quần nó cũng bèo luôn, 900.000. Ai lấy lụa bèo mọi người lên mã cho em ạ. Lụa mặt cười. Và lụa đây là lụa gì anh? Lụa tim đi. Đây là tim đấy. Thôi lấy hai cái bèo luôn đi. Bèo, bèo mặt cười và bèo thỏ đi. Bèo mặt cười và bèo thỏ. Thôi các chị ơi, lên lại mã cho em, mã là mã gì ạ? Bèo cơ tù 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 không chốt rồi còn cười. À này, mã này mọi người lên mã cho em, mã là gì ạ? Bèo thỏ và bèo mặt cười cho em. À này, bèo là mọi người lên mã bèo cho em nhá. Không, không có một lụa nữa các chị ơi, em bao giá luôn. Em nói thật luôn được các chị ơi, em bao giá luôn. Hàng này mọi người không mua rẻ, bèo trên thị trường rẻ em thấy rẻ nhất là 1050, em bán cho các bác 900.000. Tại vì nghe em là đổ xỉ các chị ạ. Tại vì nghe em chuyên đổ xỉ. Comment lại nhá. Tại vì em chuyên đổ xỉ sang Nhật. Nên là em gặp hàng số lượng nên là em phải bán rẻ cho các chị như này. Nên mà kể cả bạn là bèo mặt cười em, và bèo thỏ người, ok chưa? Ai để bèo mặt cười mới lên mã bèo mặt cười. Và bèo này cho em là bèo thỏ nhá. Bèo mặt cười. Đây là bèo mặt cười này. Bèo mặt cười Nguyễn Thị Thu Hằng. Đây là bèo thỏ này. Ai để bèo mặt cười chứ bèo thỏ. Ui đẹp lắm các chị ơi. 900.000. Bèo mặt cười cho Thu Hương. Dép Hạnh ơi, Hạnh ơi, bây giờ nhà tớ chỉ còn dép sai thôi. Nguyễn Thảo. Ờ em ơi, thả chị luôn một giây đi, một giây. Bây giờ nhá, bây giờ ấy là cái đôi dép là tối bây giờ chỉ còn size 38 và 940 thôi. Ai này bèo thỏ, mọi người lên mã bèo thỏ, bèo hết này, phiền hết, đẹp dã man luôn, 900.000. Em ơi, các chị cũng lấy phí này. Luôn, em nói thật mọi người luôn, form này. Đẹp dã man luôn này. Ai này bèo mặt cười, mọi người lên mã bèo mặt cười, ai này bèo thỏ, mọi người lên mã bèo thỏ cho em. Beno Hường Ái Thu. 900.000, rẻ không các chị ơi? 900.000. Hoài Trình. Bèo thỏ đây, và đây là bèo mặt cười, 900.000, các chị lên mã luôn cho em. Ok. Ok cho các bà ơi. Còn đây là dây nhá. Ok, có một đúng cú pháp cho em, có nhầm ai nhầm vã. Còn đây là dây cho em. Còn Becky nhá. Becky mọi người đợi một chút nhá. Còn em rồi hôm nay nhiều mã lắm rồi, thật sự luôn ấy. Em đang loạn hết cả đầu lên đây. Nên là ai lấy mã này mọi người lên mã cho em ở dây gấu hồng. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em ở dây gấu hồng cho em. Chất bèo này, bèo hết ở đây cho mọi người luôn. Chất xốp đẹp như này cho mọi người. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em ở dây gấu hồng cho em. À này, mã này mọi người lên mã cho em là dây gấu hồng. À này, dây gấu hồng, mọi người lên mã dây gấu hồng 799.000 mã dây gấu hồng. Và đây là ai để dây hổ, mọi người lên mã cho em là dây hổ cho em. Dây hổ, ai để dây hổ, mọi người lên mã cho em là dây hổ. Dây hổ Tâm Nguyên. Dây hổ 799 và dây gấu hồng 799 nhá. Dây hổ này, chất xốp, mặc mát lắm các chị ơi, mặc cực kỳ mát luôn mọi người. Đây này. À này, mã này mọi người lên mã luôn cho em là dây hổ cho em. 799.000 và đây là dây gấu Hoa hồng nhá. Có dây gấu hồng. Dây Tâm Nguyên có dây gấu hồng. Ngọc Trinh Nguyễn có dây gấu hồng. Cứ lên một lượt đi em. Ôi nhiều hàng lắm. Các chị ơi bây giờ nhiều hàng lắm. Giờ tầm khoảng 2 giây là xuống luôn. 2 giây. Ai để túi ngọc mọi người lên mã thủ thể nhiều mã lắm luôn ý. Các bác em giờ phát mọi người chút. Dây hổ Nguyễn Thu Vân, Mai Xuân Anh, Ái Thu. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em. Đặng Loan. Không ai nằm mặc chút luôn. Môi bộ đẹp, đẹp môi vẻ riêng, ok, chuẩn luôn. Dây hổ Nguyên Trang. Áo
áo ấy nó mặc cái chân lên cho áo ấy nó chữ dập lỗ nhá. Sơ mi khăn đấy là sơ mi vạt nhá. Sơ mi vạt nhá. Ai lấy mã này mọi người lên lên, lên lại nhá. Mã là túi ngọc 899 túi ngọc. Ai lấy túi ngọc mọi người lên mã cho em một túi ngọc trắng và túi ngọc màu đen. Ai lấy túi ngọc mọi người lên mã cho em một túi ngọc nhá. Ai lấy túi ngọc mọi người lên mã cho em một túi ngọc cho em ạ. Túi ngọc cho em màu đen này, đây là màu đen nhá. Và đây là màu trắng cho em, túi ngọc cho em. Đấy, chúc Đoàn nhá, dây gấu hồng Ngô Thu Hoài. Ai lấy túi ngọc mọi người lên mã cho em một túi ngọc màu đen và túi ngọc màu trắng cho em. Bao tiền nhá mọi người? Mọi người thỉnh thoảng chấm một cái là nó sẽ không bị ẩn, có mần không nhá. Đúng rồi ạ. À. Áo em đang mặc, ai này áo em đang mặc, mọi người lên mặc áo em đang mặc đúng không ạ? Sơ mi vạt lên rồi, vừa lên sơ rồi. Sơ mi vạt lên rồi, 799 nhá. Sơ mi vạt có hai màu, màu trắng xanh. Màu trắng và màu xanh. Ai này mã này mọi người lên mã cho em mặc phông này. Anh ơi phông mã anh em đang mặc la phông gì vậy? Dập lỗi. Áo em đang mặc là dập hoa, hoa đúng không? Chú hoa nhá, dập lỗi nhá. Ai này hoa mọi người lên mã cho em mặc hoa cho em, quy này. Gui và chữ A cho em, Gui A. Ngọc trắng Nguyễn Thị Thu Hằng, dây gấu hồng cho Hoa. Gui A, A để Gui A mọi người lên mã. Ngọc cho lo xe hồng, kèm màu ạ. 899 các trẻ ơi, lo bác lo xe hồng với 899 nhá, kèm màu giúp em. Hoa Gui này, A cho em. A để phong hoa mọi người lên mã cho em mã là gì ạ? Phong hoa. Hoa xanh và hoa trắng. Bao tiền ạ? 630 yên. Em còn được mỗi hai màu này thôi, 630 là nghe bán 650 nhưng bán 630 nhá. Đen Trần Thị. Ok chưa? Trần Thị Hà. 6630. Mèo mặt cười Mai Xuân Anh. Tại vì cái hàng này nó là hàng dập nổi. Ok cho mọi người, tại vì hàng này nó là hàng dập nổi. Khi mọi người sờ lên ý, nó sẽ hơi sần lên một chút, chứ không phải chữ dán hay chữ in đâu nhá. Chú này chữ dập nổi thì rất là đẹp, chú có chị luôn sờ và nó sần lên ý, lạ phết các chị ạ. Đó. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em. Mã là gì ạ? Hoa cho em, hoa xanh rêu và hoa trắng cho em. 630 yên, form rất đẹp luôn các trẻ ơi, không hoa nhá. Không hoa. Ai để hoa mọi người lên mã cho em một phong hoa xanh và phong hoa trắng cho em. 630 yên. 630 Linh Diệp 1. Ai để túi này mọi người lên mã túi cho em này. Túi ngọc. Túi ngọc trắng và túi ngọc đen nhá. Áo chế vai để em một chút nhá. Ai để mã này mọi người lên mã trắng cho em. Võ Thị Hương. Xanh cho Nguyễn Hoài. Xanh cho Hồng Lùa. Ok mọi người ơi, tiếp theo luôn cho em. Trắng Tâm Tâm. Dập lỗi, mọi người sờ lên nó sần lên đi. Có 30. Là mũ nhà em đây. Em bán mũ thế luôn đi. Nhiều bán rẻ quá không các chị? Mũ rách nhá. Mũ rách cho em này, rách rách ở đây này. Em bán mũ này cho các chị có 499 yên thôi các bác ơi. Thật sự đấy. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em. Trắng cho Phương Trình. Ai lấy mã này mọi người phung mũ mũ chất rách 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 mọi người nhá. 499 yên. À tớ đang mặc là 630. Ai lấy phung qua chút luôn cho mà phung qua trắng đi ạ. Phong hoa trắng và phong hoa xanh đi ạ. 630 phong hoa kèm màu nhá. Phong hoa kèm màu có sọc bò nhá. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mặc mũ gì ạ? Mũ chữ. Mai Xuân Anh lấy màu gì em ơi? 499 yên. Mũ chữ cho em một này là màu xanh rêu này. Dây mũ chữ. Mời con một đúng mã cho em mặc mũ chữ. Mũ chữ màu rêu. Mũ chữ màu hoa da. Hoa xanh trắng giáp thì thua ok. Mũ chữ nha. Con một đúng mã cho em mũ chữ nha. Lê Mai Thanh Tuyết. Mũ chữ cho em màu đen. Chân váy Thúy Mặc là CV sẻ kèm size. Mũ chữ cho em một hồng. Chân váy em mặc mọi người lên mã cho em mặc CV sẻ 550 yên kèm size 3 size ML. Mọi người lên mã cho em mặc mũ chữ nha. Mọi người lên mã cho em mặc mũ chữ kèm màu. Mũ chữ đây, bắt đầu chốt đơn cho những bạn nào comment đúng này. Mũ chữ màu da. Mũ chữ bàn Phương Trình. Mũ chữ màu rêu. Lam nữ đều được nha. Cho can đi lớp màu okay. Da này. Màu hồng này mũ và màu đen. Trần Thị. Mũ chữ Trần Thị Hà. Đẹp chưa? Hôm qua trắng em Mai Xuân Anh. Mũ chữ rất đẹp luôn nha. Trực tiếp theo trực tiếp này nha. Bán 499 thôi. Mũ chữ màu da. Mũ chữ màu rêu. Mũ chữ màu hồng. Và mũ chữ màu đen. 499 em qua mẫu luôn các trẻ ơi. Ok. Ơ đây từ từ đi. Mũ chữ ở mũ hình đi nhỉ? Mũ chữ và đây là mũ hình này. Mũ hình đẹp lắm các chị ơi. Mũ này không phải lúc nào cũng có đâu. Em nói thật sự đấy. Còn đây mũ này em có cái màu này, màu cốm nhá. Tất cả những cái hàng này đều là họ hàng hot nhất của năm nay luôn. À này mũ hình mọi người lên mã mũ hình nha. Mũ chữ Nguyễn Thị Tuyết luôn, mũ hình. Tuyết Mai. Có một đường cú pháp trên mã mũ hình nha. CV sẻ. Kèm size ạ. CV sẻ kèm size 3 size ML. Đây là mũ hình cho em. 499 nốt. Mũ chữ cho Huyền mũ hình. Mũ hình cho em màu. Thu Thủy. Mũ hình cho em màu này. Mũ màu hồng cho Trúc Hà Đoàn. Mũ hình màu cốm này. Nhỏ Barbie Mon. Mũ hình sẻ cho Hồng màu xanh nước biển. Mũ hình màu xanh nước biển. Mũ hình màu rêu đẹp lắm. Thật đẹp dã man luôn mô hình. Cái này đội lên cơ các bác ơi. Tại vì đầu em mũ chữ là mon ok. Em giơ cho các bạn xem. Nguyễn Hoài. Nó hơi bị bẹp đấy. Tại vì đội ra nó phải bỏ ra như thế này cơ.
Đó, đẹp chưa? Cái này của nó là cúc đồng này, đẹp lắm. Mũ hình cho em, áo ba lỗ đợi em một chút nhá. Nó nhiều mã lắm các chị ơi. Mọi người cố gắng đợi em một tí thôi. Mũ hình cho em, mũ hình cho em một rêu này. Mũ hình cho em màu da và mũ hình màu đen. Nam nữ đều đội được em mà luôn là nam nữ đều đội được. Mũ hình cho em, mũ hình màu đen. Mũ hình cho em màu da. Nó sẽ hồng và ok. Mũ hình cho em màu rêu. Mũ hình cho em màu xanh nước biển. Và mũ hình cho em màu này nó là màu cốm. Cốm ngọc trắng cho Thúy Hà. Đẹp lắm, chốt đơn luôn các chị ơi. Ok. Xong rồi lên cái set tham gia nhá. Cho lên mai đây. Cái này này ba lỗ thủng cho bạn Linh Diệp. Quá. Trời ơi các chị ơi, con mừng nhanh. Em yêu ơi. Thảo Trần lấy mũ hình hay là mũ chữ? Con mừng đúng đi em ơi. Ôi giời ơi, các chị nên mã luôn cho em mắt sơ mi cho em. Mũ chữ xanh hồng luôn. Đẹp chưa? Tay của nó đây. Mũ hình Trần Thùy. Tay của nó là tay bồng đẹp như này luôn. À để má này mọi người lên má luôn cho em. Má là gì ạ? Mizuno sơ mi trắng. Cốm 400 à 499 thôi. Có túi hộp ở đây nhá. Mũ nhà em đồng giá 499 hết. Còn nào mà lên okay, là bắt đầu ok là bắt đầu rồi một chút nhá. À để má này mọi người lên má luôn cho em. Má là gì ạ? Sơ mi trắng 700 bao nhiêu nhỉ? 750 đúng không? Sơ mi trắng 750 nha các chị ơi. Form nó đây đẹp lắm. Nói chung là form này nức nách luôn này. Form em phải form bé nha. Form này em form tay của nó này đẹp như thế này luôn. Nhìn chưa? Tay bồng đẹp như thế này luôn. Hàng này nó là hàng phong mặt cười á. Mặt hàng tàu nha các chị nhìn này. Mác là mác tàu này. Chất mát cực kỳ luôn. Anh lấy sơ mi trắng các bác lên má luôn cho em. Má là gì ạ? Sơ mi trắng cho em 750 yên. Có túi hộp. Có túi ở bên mép đây nha. Sơ mi trắng. Sơ mi trắng này là okay, ok. Các chị mượn quên em nhé. Hoàng ship như nào? Mô hình Nguyễn Kim Dung. Sơ mi trắng Nguyễn Thảo. Mua hàng là ship Takumin hoặc là ship Bì Thư nhá, tùy vào đơn hàng của các chị. Một là đơn nhiều hàng của mọi người nhiều. Takumin còn ít đúng thì rồi. Là ship Bì Thư nhá. Đúng rồi ạ. À, má này mọi người lên má luôn cho em. Má là gì đây các bác ơi? Sơ mi trắng 750. Em ơi, không mấy khi có hàng đẹp như này đâu các chị ơi. Có túi hộp ở đây này, có túi hộp nhá, có túi hộp ở đây này. Tay của nó là tay bồng nhá. Mọi người nhìn tay chưa? Tay của nó là tay bồng đẹp như này luôn. Nhưng mà 750 quá rẻ. Sơ mi trắng 750 còn quần đây nốt quần này. Ai lấy mã quần này mọi người lên mã quần luôn cho em. Quần jean siêu cấp giặt không phai không bay cho mọi người luôn. Ai lấy mã này mọi người lên mã Q014 một xem bao nhiêu anh em nhỉ? 1399 đúng không? Q014 quần jean nhá. Sơ mi trắng 750 Minh Huệ ok. Q014 bao nhiêu ạ? 1 xem 399 đi em. Mã Q014 cho okay. Em quần jean em. Quần jean em cài 4 cúc ở đây nha. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em. Mã là gì ạ? Q014 giá cho mọi người là 1 xem 399 yên quần jean đen hàng cặp cao ok chưa? À để mã này mọi người lên mã cho em mà Q014 kèm size jean đen siêu cấp nha các chị nha. Đợt trước là nếu mà man đợt trước mà em bán cho các chị thì thật sự là chỉ bán được mọi người 1299 thôi, nhưng mà bây giờ man tù quá các chị ơi, thật sự là như thế luôn chứ em là em mà thành phần là cực kỳ thích bán rẻ cho các bạn luôn ok chưa? Ok. À để mã ong này, từ từ Q014 chưa còn chưa lên hết của anh nào, mời Thu bình tĩnh nào. Anh để em bình tĩnh nào, con loạn hết xì ngầu hết lên rồi. Tiếp theo luôn cho em nào. Hả? À để mã này mời lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? Sơ mi ong, bao nhiêu tiền anh nhỉ? Q014 cho Thu Hương, ê, sơ mi trắng tường vi. Sơ mi ong được chúc mình bán bao nhiêu nhỉ? Mấy ngay nhỉ? À đấy sơ mi ong, mọi người lên mã sơ mi ong 750 giúp em này. Ok. À đấy mã này mọi người lên mã cho em. Đen và xanh ok. À đấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? Sơ mi kẻ là 780 nhá. Sơ mi kẻ này là 780. À đấy sơ mi kẻ, mọi người lên mã sơ mi kẻ lên trang bên trên này là 780. Q014 cho bà Nguyễn Thu Vân. À đấy mã này mọi người lên mã cho em mà sơ mi ong 750 nhá. Chất đẹp dã man luôn. À đấy sơ mi ong, mọi người lên mã cho em mà sơ mi ong nhá. Bao tiền đấy các bà ơi? 700 bao nhiêu ạ? 750 yên nốt này. 750 sơ mi ong. Phối với chân váy nhức nách luôn nhá. Sơ mi ong Thu Trâm. Còn hơn chục con này, ngoài kia anh ghim luôn. Mấy con này thôi anh ghim đủ mấy con đủ. Ơ, ghim đủ á? Ok. Trung Trần Võ. Em mã tiếp theo này. Ok, sơ mi ong. Em yêu ơi, tiếp theo chị mai. Chân váy dưới vẫn chân váy xòe à? Hả? Chân váy dưới là chân váy ấy. Xách cardigan đây đây, từ từ đây, xong bốc cái này lên đằng sau luôn. Đây đây, lớn sơ mi ong Thu Hương. Mọi người lên mã luôn cho em áo này. Hàng, tất cả hàng mà đã chụp đi từ 2 ngày trước ý, 2 đến 3 ngày trước là ngày đều tất cả đều ngày mai đều có pin hết nhá. Đây là chữ dập nổi nhá mọi người ơi, đây là dập nổi nhá. Sờ lên nó sần dập nổi cho mọi người nhá. Đã dập nổi, hôm nay năm bán là đều là không dập nổi hết. Tại vì bây giờ là đang hot là không dập nổi.
lội các trẻ ơi. Bây giờ là đang hot là phông dập lội. Lên là em sẽ bán phông dập lội cho các chị. Ok, đó, okay chưa? Đinh Thị Thu Thủy. À để má này mọi người lên mã cho em. Má là dập lội đi nhá. Dập lội đi, tại vì hàng này không có số lượng đâu. Đằng sau luôn, dập lội nhá. Dập lội kèm màu, lam nữ đều mặc được nhá các bác ơi. Sơ mi ong, Quỳnh Lưu Thủy. Dập lội kèm màu giúp em. Anh đi dập lội, mọi người lên mãi cho em mà dập lội kèm màu. CV sẻ Linh Diệp. Lam nữ đều mặc được, sờ lên nó sần sần này. 640 yên sờ lên nó sần sần như này nhá. Anh để mã này chút hơn cho em dập lội kèm màu. Quần sọc chèng. Dập lội kèm màu. Dập lội kèm màu, anh để mã dập lội mọi người lên mã. Quần sọc trắng kèm cùng với sơ mi và xanh. À, cái quần này tính lên sau, quần đấy bây giờ chưa lên chưa này má. À này má này, mọi người lên má cho em, má này là gì ạ? Phong, có một chân mà dập lổi kèm màu 640 yên. Dập lổi nhá, có phải là chữ này không? Đúng rồi, chữ này đúng rồi. Có đủ màu nhá, dập lổi có màu trắng này. Dập lổi cho em, màu này nó là màu rêu này. Đây là kệ trong đây. Dập lổi cho em, nó là đây nó là màu cốm này. Lam nữ đều mặc được, cho em cái này mặc đôi thì nhức nách luôn. Thật sự đây mặc đôi nhức nách luôn. Lam nữ đều mặc được nhá mọi người. Form này nó là form đẹp cho các chị. Dập lổi hết cả cái đường này luôn cho các bác luôn. Quá đẹp luôn, thật sự. Mà bán như cái phông bình thường em đang bán. Như cái phông bình thường thì cho em là bán cho mọi người là rẻ. Cũng là phông thường ấy, cũng là 650 rồi. Nhưng đây là hàng dập lổi cho các chị, sờ lên nó sần sần ấy. Dập lổi trắng dập lổi mai. Dập lổi màu đen, đây là màu trắng đấy nhá. Đây là màu đen nhá, màu trắng này. Đây là màu trắng này, đây em chị cầm cho em rút cho anh Nam đi. Trắng cho Tuyết Mai này. Dập lội, ok. Trắng cho Tuyết Mai. Cốm cho Đặng Phương Anh. Ok. Cốm cho Mai Xuân Anh. Đây sọc bò đây được một chút. Còn hết cốm mẹ. Hai rêu cho Ngọc Phương. Một dập lội cho em, đẹp lắm. Một trắng một đen cho Phương Anh. Nhưng mà đây nó là kiểu dập lội nên là em không khoái các chị ạ. Đây này. Sờ lên, sờ vào cái tay của các chị mà nó sần 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 lên hay phết. Anh đi dập nổi, mọi người lên mã dập nổi cho em. Màu trắng cho anh Ngọc 640 nhá. Đây là màu rêu này, màu rêu đẹp chưa? Màu rêu nhá, đẹp chưa? Dập lổi cho em kèm màu. Cốm cho Phạm Thúy Nga. Dập lổi. Dập lổi nhá. Đen còn đen trên váy. Anh đi CV này, mọi người lên mã trên mã là gì ạ? Lên màu trắng đây. Anh đi mã này, mọi người lên mã luôn cho em. Kèm đai luôn. Bán cho các bà là 1/230. Mọi người lên mã trên mã là gì ạ? Má gì đây anh Nam ơi? Má gì? H5 nhá. Dập nổi cốm cho Bùi Thị Thanh Hoài. Dập nổi rêu cho Mon. Chân váy đai đi. Ai để má này mọi người lên má chân váy đai nhá. Chân váy đai 1/230. Đẹp chưa? Chân váy đẹp lắm. Ủa ôi các chị ơi, em nó thật sự luôn là quá đẹp luôn ý. Em có hai màu cho các bác. Chân váy kèm đai nhá. Có màu trắng và có màu xanh. 1/220 đi. Ai để chân váy đai mọi người lên mã cho em mã chân váy đai kèm màu. Chân váy đai cho em màu này nó là màu trắng. Kèm size 3 size ML. Và chân váy đai cho em màu này nó là màu xanh. 1/220. Kèm cho em luôn 2 size M nhá mọi người. Em bán 3 giá luôn chân váy đai nhá. Này. Cẩn thận là noi cho mọi người luôn, hàng quá là xịn sò luôn mọi người ơi. Bên trong kèm nốt quần là noi nhá. Ai để chân váy đai mọi người lên mã cho em mã chân váy đai kèm màu. Đó ok cho các bạn, ai để chân váy đai mọi người lên mã chân váy đai nhá. Ok. CV đai. Nguyễn Hoài, Ngọc Phương. Đây cái đen có đấy. Trên váy đai kèm màu. Bác Nguyễn Hoài không đấy đai à? Nguyễn Mẫu à? Anh này má này em ơi đưa cho em anh chị sọc 965 bên nào. 965. Xong rồi em phải đưa chị ấy. Váy. Váy. Chuẩn bị ra bắt đầu lên váy được rồi. Chân váy đai xanh Nguyễn Hải lấy xanh gì Nguyễn xong Hoài. Xong cái này em váy luôn nhá. Xong cái này em váy luôn các chị ơi. Tuần nãy rồi. Nhiều nói chung nhiều đồ quá nên là kèm size nhá. Anh này má này mọi người lên máy luôn cho em. Kẻ có một chút luôn cho em. Má là kẻ trắng. Màu xanh cốm. Mọi người lên máy luôn cho em, đây là kẻ trắng. Anh này kẻ trắng mọi người lên máy luôn cho em. Má là kẻ trắng 730 và kẻ da 730 nhá. Mọi người lên máy cho em mà kẻ trắng 730 và kẻ da 730 nhá. Hàng co giãn chất đẹp dã man, kẻ màu da này. Anh này kẻ trắng mọi người lên máy cho em mà kẻ, đây là kẻ màu da nhá. Kẻ da phong AV kép trắng 630. Kẻ da 730. Thúy mặc đúng không? Ừ. Còn đúng cả. Và đây chút luôn cho em, ở đây là gì ạ? Kẻ trắng. Ok chưa? Ai lấy bán này mọi người lên mã cho em mặc kẻ trắng 730 và đây là kẻ da 730 nhá. 730 yên chất đẹp dã man luôn. Ok chưa? Chất tầm tầm để đẹp dã man luôn, thật. Ai lấy bán này mua chút luôn cho em, ở là kẻ trắng 730 và kẻ da 730 nhá. CV đai xanh CS Nguyễn Hải. 730 thôi. Đây, em có một
ngồi nhìn vào xem. Lấy nốt cho các chị này ngược. Ngược không quá chút nhiều nhỉ? Kể Tráng Vương Trinh. Không ngược chút nhiều. Kể ra Ngân Hà, Nguyễn Thảo. Em nhiều khi em không thể ngờ rằng các chị có thể thích, nhiều khi mọi người có thể thích một cái mã đấy quá là nhiều người. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã năng ngược xả cho em nhá. Xả ngược, ai đấy xả ngược mọi người lên mã xả ngược cho em. Hàng này em bán có 450 thôi các chị ơi. Này, viền hết đấy cho các chị này. Lở giữa nhá. Lệm của nó là lệm vừa cho các bác. Lệm của nó là lệm vừa nên khi mọi người mặc rất là ok luôn. Ngực to, ngực bé mặc được hết. Ai đấy mã này mọi người lên mã cho em mà xả ngược cho em. Xả ngược cho em, màu này nó là màu da này. Xả ngược cho em. Xả ngược cho em, màu này nó là màu rêu nhá. Xả ngược cho em, màu này nó là màu rêu này. Em thả cho chị váy dây đi em ơi. Xả ngược cho em, màu này nó là màu đen này. Xả ngược cho em. Xả ngược nhá, màu này nó là màu đen này. Xả ngược cho em, màu này nó là màu lâu cho em. Xả ngược cho em. Có size bao nhiêu ạ? 34, 36, 38. Các chị muốn mặc size bao nhiêu, mọi người chốt size bao nhiêu. Mọi người xem, mọi người mặc size bao nhiêu thì mọi người chốt cho em nhá. Ai để mã này, mọi người lên mã luôn cho em. Ai để mã này, mọi người lên mã cho em. Mã xả ngược kèm màu kèm size. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Xả ngược cho em, màu này nó là màu lâu. Xả ngược cho em, màu này nó là màu đen. Có xe 34, 36, 38 kèm lở rỡ luôn. Thật ra cái ngực ngực này như kiểu nó là ngực kiểu các chị. Kiểu ngực kiểu ấy. Đó nhưng mà thật sự hôm trước em xả hàng. Xả ngược cho nó kiểu, nhiều mọi người nghe cái kiểu câu nào như kiểu là đâm lao phải theo lao không các chị. Đáng nghe cái ngực kiểu này này em phải bán rẻ bèo cũng phải là 550 yên. Đấy là 599. Tại vì đây là ngực kiểu của nhà em. Vậy tại vì cái ngực này em đang xỉ nó hơn 100.000 rồi. Em thật sự ra mà nói thì nó hôm trước lỡ mồm nói sell 450 được trước em bà nào mua rồi mọi người biết rồi đấy. Hay là mọi người nghe kiểu câu là đâm nao phải theo nao không? Kiểu thế các bạn. Ai thấy mọi người chân anh nhá. Má là xả ngực kèm màu kèm size mà màu lá cũng đẹp. Thật sự luôn ấy. Ok trường, tại vì riêng cái kiểu ngực trơn trơn ấy. Kiểu dáng ngực trơn được trước em đã bán là rơi vào tầm 199 rồi. Nhưng đây là kiểu ngực này kiểu ngực lơ và kèm thủng thủng ở đây nữa. Đây ngực kiểu em bán 499 cho các bạn 450 thôi. Ngực lơ, ngực xả ngực nhá, xả ngực có màu da, xả ngực có màu rêu. Xả ngực cho em, màu này nó là màu đen. Xả ngực cho em, nó này là màu lâu cho em. Ok, bao nhiêu tiền ạ? 450 yên, tốt. Đâu nhỉ, cái mã ngực hôm qua chị bảo để hôm nay lên thôi anh Nam ơi. Ngọc Hà, Nguyễn Trung Hoài. Cái mã ngực hôm qua em bảo hôm nay em lên đâu? Ở đây. Các bác lên mã luôn cho em. Ngọc Trinh Nguyễn, Linh Diệp. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Màu màu khác thì tại bây giờ ok. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em, mã là ngực hình cho em. Ngực gì nhỉ? Ngực hình đi. Ngực ok. Nót bèo nhá, có nót bèo chưa? Chưa đúng không? Mọi người lên mã luôn cho em mà nót bèo này. Đẹp chưa? Hôm nay em sale cho các bà nhá. Đó, em bảo để hôm nay em sale cho các bà đây. Bà là thích nót bèo thì mọi người lên mã luôn cho em nót bèo. Một set nót 5 chiếc full hộp như thế này. Ai nót bèo mọi người lên mã cho em nót bèo. Một set nót 5 chiếc nót bèo. Ai đây nót bèo mọi người lên mã cho em nót bèo nhá. Ai đây nót bèo mọi người lên mã cho em nót bèo này. Đó, đẹp chưa? Ai nót bèo mọi người lên mã luôn cho em nót bèo nhá. Một set nót 5 chiếc em bán nốt cho các bạn à. 680 yên một set nót, đang em bán 750 đấy. Nhưng mà thôi sale cho các bạn 680. Thật sự là hôm nay đang trong đầu đang nghĩ là sale là sẽ sale là 750 đấy. Ai đây mã này mọi người lên mã luôn cho em mà nó nót bèo cho em. Một set nót 5 chiếc. Hàng này em còn ít thôi nên là hôm qua em không dám bán. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? Nót bèo cho em. Nót bèo cho Tâm Nguyên. 680 nhá. Đẹp lắm. Hàng này đẹp dã man luôn. Bèo bèo ấy, bạn là thích mặc bèo như này thì mọi người chốt. Tại vì hàng này em cũng không còn nhiều ấy, 680 nót bèo. Ai nót bèo mọi người lên mã nót bèo cho em 680 nhá. Hàng siêu đẹp hen. Siêu đẹp nó hen. Nót bèo cho hoài xíu. Nót bèo. Là ai để áo này mọi người lên mã cho em. Chân bông Lily. Em ơi đưa chị cái chân váy này đi. Chân váy đằng sau lưng em 96 năm của chị đâu. Ai để mã này mọi người lên mã áo cho em nhá. Vâng anh Nguyễn Hải. Mã này áo kẻ mọi người lên mã luôn cho em, mặc kẻ trắng nhá. Ai lấy kẻ này mọi người lên mã cho em, mặc kẻ trắng 730. Và đây là kẻ này kẻ da cho em. Ai lấy kẻ da mọi người lên mã cho em, mặc kẻ da 730. Xả nốt bèo cho Mai Xuân Anh. Ai lấy kẻ da mọi người lên mã cho em, mặc kẻ da cho em 730. Và đây chốt luôn cho em, mặc kẻ trắng 730 nhá. Và đây cái gì vào thế hả giời. Ai để chân váy này mọi người lên mã cho em mà CV bao nhiêu đi mọi người ơi. CV này có hai màu nhá. Màu như em đang mặc, em đang cầm đây là màu xanh và đây là màu đen, hai màu cho các bác. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em mà 406.
ai đấy CV, mọi người lên mã xem là CV406 kèm màu kèm size. Có túi hộp ở đây nhá. Ai đấy CV này mọi người lên mã luôn, xem mã CV406. Kẻ ra 730 cao chị Hành. Ai đấy CV này mọi người lên mã xem là CV406. CV406 màu này nó là màu xanh. Và CV406 màu này nó là màu đen nhá. CV406 kèm màu kèm size, giá cho mọi người là 1C199 yên. 1199 nhá, 1199. Ai đấy mua một chút luôn cho em mã là CV406 kèm màu kèm size. CV406 có màu xanh và CV406 em có đang treo nó là màu đen nhá. Có hai màu cho các chị. CV406 hàng co giãn cho mọi người. Áo kẻ trắng cho hoài xíu. Ai đấy mã này mọi người lên mã cho em mà CV406. Mai Xuân Anh có xả ngược ok. Màu đen nó là màu xanh và mẫu đang treo nó mặc đang mặc lên nó là màu đen. Kèm màu kèm size nha các chị ơi, em cho các bác được kèm màu kèm size luôn. CV406 kèm màu kèm size, ok chưa? Có màu đây là màu đen và đây là màu xanh, ok em yêu ơi. Em lên chị. 406 Ngọc Phương. Phương Trịnh kèm size nha. Chút tuấn chưa được phải sao. Đinh Hương. Kèm màu cho em. À này bán này mọi người lên màu 406 cho em. Nào có túi ở bên này cho mọi người nhá. Ai đấy mã này mọi người lên mã cho em mã nào. 406 cho Mai Linh Nguyễn. 965. Ai đấy mã này mọi người lên mã 965 cho em. 965 700 bao nhiêu nhỉ? Quỳnh Lưu Thùy. 720 yên đúng không? 720 yên. Ai đấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì đấy mọi người ơi? Mã là 965 kèm size. Ai đấy mã này mọi người lên mã 965 kèm size giúp em. Ai đấy 965 mọi người lên mã cho em luôn. 965 kèm size 3 size SML có quách cúc ở đây nhá. Ai đấy mã này mọi người lên mã 965 kèm size 3 size SML mã 965 giúp em. 406 Nguyễn Thị Tuyết. Giá là 720 yên nhá. Giá 720 các chị ơi. 965 sọc kiểu cặp cao như này này. Hàng này đang cực kỳ hot luôn đấy. Hàng này cực kỳ hot luôn, mọi người 965 mua. 965 cho Nguyễn Ngọc. Mua nhà em 965 mình chỉ có giá 730 thôi. Cái hàng này mọi người mua bên ngoài nó kèm theo một cái thắt lưng thôi mà người ta bán tận 1C1C2 đấy. Em bán cho các bà chỉ có 720 yên thôi. 965 kèm size 965 kèm size 3 size một lần đều là hàng cọc cao hết. Hàng này đều nhà em hàng là cọc cao không bán thấp thấp đâu. Hơn 2 gang cho các bạn, nó hơn 2 gang, còn đều là hơn 2 gang hết. Đẹp như thế này, có cài mép đây này. Hàng này đang hot này các chị ơi. Nó thêm mỗi cái thắt lưng thôi mà nó bán 1C2 đấy. Bình thường. Bán cho các bạn rất rẻ luôn. Nào lên váy nhá. Ai lấy váy này mọi người lên mặc váy cho em. Ok 965. Ok ai lấy mã này mọi người lên mặc váy dây cho em. Váy dây nhá. 965 cho em Kim. Đằng sau buộc đằng Ngô Thu Hoài. Đằng sau có buộc dây đằng sau cho các bà này. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em mặc váy dây kèm màu. Ai để váy dây mọi người lên mặc váy dây kèm màu cho em. Váy dây cho em màu này nó là màu trắng này. Váy dây cho em màu này nó là màu cốm này. Váy dây cho em đây là màu xanh đậm cho em nhá. 965 cho anh Ngọc. Hàng này các bác mua ở trong chợ đồ cũ toàn 1C6C7 thôi. Em bán thật sự này, em bán con này rất là giận thật sự luôn ý. Là em bán cho mọi người không phải là cạnh tranh em mà không phải là cạnh tranh giá đâu. Và thật sự ra mà nói em mỗi lần em lấy hàng cực kỳ là nhiều chứ em không lấy hàng ít. Em mọi người biết em bán hàng ở đây số lượng em bán rất là nhiều. Nên là thật sự ra mà nói thì em nhập vào số lượng nhiều thì em bán là rẻ, nhập vào rẻ thì em bán cho mọi người giá rẻ thôi. Đó mọi người hiểu không ạ? Nên ai đấy mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã là váy dây kèm màu 2 size M nhá. Có đằng sau bục lơ luôn, hàng này cực kỳ hot luôn các chị ơi, nó hot lắm. Váy dây nhá, váy dây có màu cốm này. Váy dây cho em màu này nó là màu trắng này. Váy dây cho em màu này nó là màu xanh đậm nhá. Màu xanh đậm đang cầm xe này là xe M, đây là phong hơi to. Có 2 size M nhá các bác ơi. Xanh đậm nhá. 2 size M luôn. Ok chưa, váy dây, nó cao lên một chút nữa em không? Được, váy dây lên chút nữa. Còn má này chút luôn cho em vào váy. 965 cho View Hoàng. Váy gì anh Nam? Váy cổ ren à? Dây ren. Váy hoa ren. Váy dây ren đúng rồi. Ai để váy dây ren, mọi người lên mà váy dây ren, hàng này cũng đang hot này, dây này. Kèm thêm một cái hacker cổ nha. Váy này đi biển đeo kính chấm hết luôn. Cái thì phải đeo kính, người ta mặc đi chơi, cái đi chụp ảnh cũng được mà. Thì váy này đẹp. Ai để má này mọi người lên má luôn cho em, nó váy dây ren nhá. 1C450, đây mọi người mặc đeo theo cái kính này cho em, cái kính đâu rồi. Em thật cái kính cho em nhá. Kính em bán kính kiểu bán có 199 thôi à. Váy dây một trắng một cốm Nguyễn Ngọc. Ok. Không phải kính này.
Đâu cái kính, cái kính của nha. Kính của tớ vừa để đây rồi. Ôi anh Nam ơi, kính của em vừa đây rồi. 965 rồi nha. À này má này, mọi người lên ngay tìm cho chị cái kính của chị váy vừa dây bao tiền? À này má này, mọi người lên mã cho em một váy dây lên 1450 nha. Váy dây 1C450. Trần Thị Hà. Kèm cho em thúy luôn, cái uống thuốc, cái uống thuốc không hỏi được đâu. Hoa toàn đồm đồm. À này món này mọi người lên mã luôn cho em một váy dây ren. À này váy dây ren, mọi người lên mã cho em một váy dây ren nhá. Váy dây ren cho em 1450. Kèm cho em luôn 2 size SM nhá mọi người, kèm theo cái dây cổ này đẹp dã man. Có lệm ngực nhá. Có lệm ngực luôn. À này váy dây ren, mọi người lên mã cho em một váy dây ren cho em. Một bao nhiêu nhỉ? 1450 kèm cho em thì luôn 2 size SM. Váy dây ren là 1450, còn váy dây mà màu xanh đằng sau. Váy dây xanh đằng sau là bao tiền em nhỉ? Tại nhỉ, mất đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Váy dây xanh đằng sau bao nhiêu? Váy dây này là 1050. Đó, ok chưa? Còn kính em đang đeo, ai lấy kính em đang đeo mọi người lên mã cho em một kính kiểu 499 thôi. Chân váy Thúy mặc vẫn còn nha. Chân váy nó mặc cho luôn cho em mã CV sẻ 550. Váy dây riêng nó Phương Anh, dây riêng nó Nguyễn Ngọc. À này, váy này đẹp dã man luôn. Váy dây vuông, váy dây vuông, bản vuông nhá. Đằng sau có lơ, con này đẹp vãi chưởng, bán 1350 thôi. Mà hàng có 2 size M luôn nhá. À này, mã này mọi người lên mã cho mặc váy dây vuông cho em. Bao nhiêu ạ? 1C350 yên giúp em thôi ạ. Đằng sau có lơ này. Mà có cho các bác luôn là 2 size M. Phương Anh. Váy dây xanh đậm size M Mai Xuân Anh. Váy dây vuông, ai này váy dây vuông. Váy dây riêng ăn đỏ tê liên. Đẹp thật, con này quá đẹp. Dây con này cốm. Con này mọi người mặc cái này xong mọi người dùng, mọi người mà dùng giảm ti cho em. Nếu mọi người không thích dùng giảm ti thì mọi người có thể dùng cái bộ hộp mà ngực cho em như này. Mặc cái này đến những bách mùa hè các bác mặc mấy cái váy này, chỉ mặc cái giảm ti hoặc là mặc cái này thôi. À này váy dây vuông, các bác này mặc váy dây vuông cho em, đằng sau có lơ nhá. 1C350 yên giúp em. Kèm cho em Thúy luôn 2CM váy dây cho anh. Còn kính em đang mặc em đang đi ai lấy sẽ cho đi. Hiền coi. Ok. Váy dây cốm cho Trần Thị Hà. À này kính dây hot. Cho Nguyễn Thảo. À này kính hot, mọi người lên mã cho em kính kiểu. À này kính kiểu, mọi người lên mã cho em một kính kiểu cho em nhá. 499 yên. Nam nữ đều ấy được nhá mọi người, nam nữ đều ấy được luôn cho em ạ. Còn đây ai lấy mã này, muốn đây nó là mã gì anh Nam nhỉ? Gì vậy? Nó này dán ngược 650. Dán ngược, ai lấy dán ngược mọi người chốt luôn cho em và dán ngược. Đó, dán ngược, một đôi ngược đấy luôn. Kèm theo một cái dây trong như thế này nhá. Dán ngược này. Hàng này em bán lâu lắm rồi các chị ơi, thật sự luôn ý. Hóp dã man luôn. Thế em bán bao nhiêu lâu rồi ý? Đây mọi người nâng ngực, bạn là thích kiểu nâng ngực thì mọi người dùng cái này cho em. Đằng sau đây dây trong, mọi người thân đằng sau như này nhá. Nhúc lách có 650 yên thôi, tái sử dụng này được các bác ơi. Tái sử dụng này được hết. Ai để mã này mọi người lên mã cho em, mã dán ngực 650. Ai dán ngực các bác lên mã cho em luôn, mã dán ngực cho em 650 yên nhá. Đó, sử dụng xuống dưới nước thoải mái cho các bác luôn. Tái sử dụng này được, tài ga cho các chị luôn. Ok chưa mọi người? Ai để mã này mọi người lên mã cho em, mã dán ngực 650. Em nghĩ là mọi người lên lấy hai đôi về mà em mà sử dụng các chị ạ. Ok chưa, dùng cho thích. Còn bạn nào thích dùng dán ti thôi thì mọi người chốt luôn cho em. Bạn nào thích dùng dán ti thì mọi người lên mã dán em, dùng hết bố là một hộp rồi. May sao nó để lại cho một cái không có này. Chả biết mất đâu một cái rồi. Em dùng hết rồi các bác ạ. Trần Thị Hà. À này mã này mọi người lên mã cho em mà dán ti. Dán ti này em bán cho mọi người. Hôm qua được nha, hôm qua hôm nay gộp đơn được nha. Dán ti này thì em ngược cho Hoàng Hải Hoàng. Ok các bác ơi, đây là dán ti. Dán ti này thì em chỉ bán cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? 430 một dán một hộp thôi. Một hộp của nó gồm 5 đôi các chị nhá. À này dán ti mới lên mà dán ti 430 một hộp 5 đôi. Còn đây kính này ạ, kính của nó như này này. Kính của nó như này nhá. Đó, nan nó đều đeo được cho mọi người, kính kiểu vuông vuông ấy. Đó, kính này mọi người ấy được thoải mái này. À này mã này mọi người lên mã cho em một kính ấy cho em này. Ok em nhá. Còn gì không nhỉ? Váy kẻ. Và dây kẻ đúng không? Dây này thì hot rồi, dây này thì ok nào rồi. Mang xịn cho mọi người, 3 tiền đây. C1 à. À này má này mọi người lên bán luôn cho em. Má là gì nữa các bà ơi? Kính kiểu nhau sâu quầy. À này má này mọi người lên bán luôn cho em một váy kẻ cho em nhá. Váy này đang hot nên các chị có tí em đăng ảnh lên cho. Váy này nhá, thôi em ơi sửa giá chị đi. Hôm nay bán được 1050 thôi. Nguyễn Ái lấy dán mày ghi đây 650 hay là à này má này chốt luôn cho em một váy kẻ cho em nhá. Là 430. À này váy kẻ chốt luôn cho em một váy kẻ đen và váy kẻ đỏ cho em, hồng nhá. Váy kẻ đen và váy kẻ hồng cho em 1050. Đằng sau có zoom ở đằng sau eo cho các chị luôn này, rất là đẹp luôn.
À này, mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? Váy kẻ cho em nhá. Kèm cho em luôn 2 size M, hàng này cực kỳ đẹp luôn. Đang hot, đang mới hot các chị ơi. À này, váy kẻ mới lên mã váy kẻ cho em. Váy kẻ đen và váy kẻ hồng cho em nhá, 1050. Kèm cho em Thúy luôn 2 size SM nhá các trẻ ơi. Ok chưa mọi người? Ai đấy chốt luôn. Em ơi, thả chiếc xe vest. Dán 430 Nguyễn Hải. Trần Thị Hồng Vân lấy dán, dán loại nào em ơi? Comment cả giá đi nhé, dành có 2 loại cơ. Ôi mọi người ơi, bây giờ còn đang nhiều hàng lắm. Từ từ em sẽ lên hết cho các chị. Mọi người cứ yên tâm, lên hết dần, lên hết cho các bà luôn. À này, mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? CV345 bán 1299 nhá. À này CV, mọi người lên mã cho em là CV245. À này, mã này mọi người lên mã cho em là CV345 nhầm. CV345 giá là 1 set 299 yên. À này, mã này mọi người lên mã luôn. 30 là tên Liên, ok. Mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? CV345 nhá. À này, mã này váy kẻ kèm màu ạ. Có hai màu đi ạ. Có màu kẻ đen và kẻ. À này, mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? CV345. Giá cho các bà luôn là 1 set 299 yên. Kèm size nha các chị ơi, kèm size luôn giúp em nha. Kèm size luôn giúp em nha. 3 size SML các chị nên mã luôn cho em, CV345 kèm size. Mặc phối đồ thì nhúc nách luôn. Đây xếp vest này. Nguyễn Hiền lấy váy kẻ màu gì có một lại nhá. Thế gì nhỉ? Nguyễn Lan CV345 kèm size giúp anh rồi. Đây xếp vest này, em bán 1450. CV345 có quần trong mà. CV345 không. À có hay không? Có mà, có loại có mà. Không không, cái này không có. Không có. Không có, mọi người mặc quần đùi mặc váy này cho em này, dáng ghen bụng này, mặc nhức nách luôn. CV345 nhá mọi người. 345 Lily. Cái thường thường là cái CV45 này nó sẽ không có size, không có lót đâu các chị ơi. Không có lót đâu, cái hàng này không có lót đâu. Kể cả mọi người mua ở đâu cũng thế, nó cũng sẽ không có lót đâu ạ. Ok chưa mọi người? Nguyên Lan. À này, mã này mọi người lên mã cho em xếp vest 3 món. 3 món luôn, một áo dây, một áo vest và một quần cạp cao như này. Em bán 1450 xếp vest, các chị chốt nhanh thì còn. À này, mã này mọi người lên mã luôn cho em mã xếp vest. Xếp vest 3 món đúng không? Vest 3 món à? Có một đúng mã cho em mã là gì ạ? Vest 3 món. Ok chưa? Kèm màu kèm size có 2 màu cho các chị. Có màu đen và đây là màu này là màu cố, có 2 size SM. Ok chứ mọi người, size S thì bà là cứ thoải mái cho, size S thì bà là cứ thoải mái cho em tầm bao nhiêu ạ? 48-49 cân đổ lại. Size M dành cho bác là từ 60 cân đổ lại được, tại vì đằng sau là có chun đúng không? Đây đằng sau là có chun đúng không? Ôi đằng sau là có chun nên bà là eo to eo nhỏ mà được hết thoải mái luôn. Ai lại có một chút đơn luôn trên mà vest 3 món, kèm màu kèm size. Em cho các chị được kèm size luôn nhé, em có sẽ có 2 size SM cho các chị được kèm màu kèm size luôn nhá. Thoải mái một chút. Vest 3 món cho em, hàng đẹp dã man thật sự đấy. Hàng hôm trước em bán set vest có 2 món mà em đã bán 1 set 5 rồi. Thì hôm nay mọi người mua được set vest 3 món đẹp như thế này. 3 món Thu Hương Nguyên Cúc. Mọi người mặc cái này rất là trẻ trung luôn thật Đặng sự. Đặng Loan lấy đi comment đúng của Pham nha. Mọi người mặc cả một set vest này rất là trẻ trung luôn thật sự như thế luôn. Mọi người đội kèm theo cho em một cái mũ gì này. Hợp phía luôn. Ôi giời ơi các chị ơi, mặc cả con set này hợp phía luôn các chị ạ. À này, mũ hình màu cốm thì mọi người lên mã cho em mà mũ hình màu cốm cho em. À này, mũ hình cốm mọi người lên mã cho em mà mũ hình màu cốm 499 yên. Mũ hình. À này, mũ hình màu cốm mọi người lên mã cho em mà mũ hình cốm cho em 499. Còn à này, set vest mọi người lên mã cho em mà set vest cốm. Và là set vest cho em màu này màu đen nhá. Kèm cho em thì luôn 2 size M. À này, cho tôi một váy này 850 lốt này. À này, váy trắng mọi người lên mà váy trắng 850 nhá. Ô vậy 79 cân không mặc được đâu ạ. À này, mã này mọi người lên mã cho em, mã là gì ạ? Váy trắng 850 nhá kìa. CV 345 cho nhỏ 3BE. Có một chút đơn luôn cho em, mã là gì ạ? Váy trắng cho em 850 yên, kèm cho em thì 2 size M. Vest một đen M, một cúng M, ok em. À này, mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? 70 kêu ra không mặc được đâu nhé Thảo My nhá. Em trả lời xong rồi. Bán này mã này mọi người lên mã luôn cho em mà váy trắng cho em bao nhiêu tiền đấy mọi người? Comment là 7850 thầy. 850. 2 size M, ok em cho đi. Xếp 3 món Linh Doan, Liên Bùi. Không lam này. Nên kèm không lam cho các chế một chút nhá. Ok. À này, mã này có một cho em không lam này. Đấy là mũ hình nhá. Mọi người lên mã cho em mà mũ hình màu cốm. À này, mọi người có một đúng mã cho em mà mũ hình màu cốm cho em. Mũ hình gọi là mũ hình ý. Mũ hình màu cốm cho em, giá cho mọi người luôn là 499 nghìn thôi nhá. À này, chốt đơn luôn cho em. Chưa làm cái gì được ngáp dài ngắm ngắn rồi. À đấy phong lam, mọi người lên mã cho em phong lam. À đấy phong lam các bác. 850 size M màu trắng cho hàng mon.
Ai lấy không? Chân váy xanh áo. Ok ok được một chút. Minh Anh Nguyễn ok. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho mà Phong Lam 980 yên, Phong Lam nhá. Ai lấy Phong Lam mọi người lên mã cho mà Phong Lam màu xanh. Mua hình cốm cho Trần Thị Hà, mua hình cho Như Hảo. Ai lấy Phong Lam màu xanh các bác lên mã cho mà Phong Lam xanh và Phong Lam màu đen cho em này. Giá cho mọi người Phong Lam xanh và Phong Lam đen nhá. Ai lấy Phong Lam cho luôn cho mà Phong Lam màu xanh và Phong Lam màu đen. Giá cho các bà hôm nay ở trên này chính luôn là 980 yên. Sẽ có size cho các bác là M, L, XL và 2XL cho các bác. M, L, XL, XXL cho các chị. Ai để mã này mua lên mã Phong Lam nhé. Mặc cái này đẹp mắt. Nam thì em cũng toàn mặc kiểu Phong Lam. Nguyễn Thị Lệ lấy thì rất là đứng rắn và nhìn nó lịch sự và nó đẹp với mọi người. Lam Huyền váy trắng cho Hạnh Heo. Không mừng nói cho em là mũ hình nhá. Mũ hình màu cốm. Mũ hình cho Ruby Huyền. Ai để mã này mua lên mã cho em mà Phong Lam màu xanh và Phong Lam cho em màu này nó là màu đen. Sẽ có size là M, L, XL như còn được mỗi hình, mỗi màu của nó được hơn chị con. Mỗi hình có Nguyễn Thị Lệ. Váy 850 anh nhìn chưa? Cho chim luôn nha. Váy 850 cho Linh Doan. Nào áo mua này. Mỗi màu mấy màu á, mỗi hình đây có. Mỗi hình có đủ màu. Ngang ngang dơ màu đi cho khách nào. Ai này áo này mọi người lên mặc áo này cho em này. Em bán cho mọi người quá rẻ luôn nhá. Phong Nam xanh kèm size đi hồ nào gà. Minh Dương có. Xinh dã man luôn các chị ơi. Ai này bán này mọi người lên bán luôn cho em. Chất đẹp chưa? Con này mặc đẹp lắm, mọi người mặc phối với quần sọc này. Phối với mã sọc này. Đây này. Các bác mặc cái sọc này xong mọi người mặc cái áo này xinh chưa? Mọi người mặc cả con set này rất là xinh luôn này. Đó, ai để áo này mọi người lên mã cho em. Set đen cho Ngô Thu Hoài, ok. Đó là áo gì đây anh nào? Ơi. Có nó đông chữ à? Có nó đông chữ nhé. Ừ, lấy máy cho em. Mà em đâu? Mã này cho mọi người lên mã cho em mà crop top chữ cho em này. Phong Nam đen. Nhưng mà thật ra cái form này có phải là form crop top đâu. Form này form vừa vừa ấy, mọi người nhìn form này đẹp chưa? Phối với chân váy, phối với sọc rất xinh luôn. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mà len chữ đi. Len chữ nhá. Len chữ đi, crop top chữ thì ghi giá nó có. Ai lấy mã này mọi người lên mã len chữ lên ra để máy luôn. Ai lấy mã này mọi người lên. Có chân váy bao dài được chút ạ? Len chữ, ai lấy len chữ mọi người lên mã cho em mà len chữ cho em cái màu gọi là len chữ đi cho nó dễ. Đỡ thì crop top nhiều bác không comment được giống như crop top thì nó hơi khó. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mà len chữ kèm màu. Đó, len chữ cho em. Len chữ nha, len chữ cho em màu này nó nào. Len chữ nha mọi người ơi. Ai lấy mã này mọi người lên mã len chữ cho em, len chữ màu hồng này. Len chữ màu da này và len chữ màu đen. 699 yên len chữ nha, ai lấy len chữ các bác lên mã len chữ cho em. 699 nhá, bao giá cho các bác luôn. Áo trắng ấy nó mặc hết rồi ạ. Ai này bán này mọi người lên mã cho mà len chữ nhá. Chất đẹp lắm, mọi người mặc phối với quần sọc 965 này. Mọi người mặc phối với mã 965 này cho em rất xinh. Ai này mã 965 mọi người lên mã luôn cho mà 965 nhá. 965 kèm size 3 size ML 720 yên như này. Trần Liên có ok. Ai này bán này mọi người lên mã cho em luôn là 965 720 yên nhá. Còn đây là len chữ 699 thôi này, đẹp lắm. Trời mặc phối với cái này xinh dã man này. Phối kiểu mấy quần sọc ấy, đẹp lắm. Con này đang hot. Len chữ màu hồng này. Len chữ màu hồng này. Len chữ cho em màu này nó là màu da này. Len chữ màu đen cho em. Gọi là len chữ thì gọi chữ thế cho là dễ. Còn đây là 965, ai lấy 965 mọi người lên mã cho em là 965 kèm size nhá. 3 size ML 965 giúp em. 965 nhóc siêu quầy ok. Đây em có hai cái set này. Cái này quá đẹp luôn ấy, thật. Chỉ là kiểm sai. Ok. Còn set nam đây, ai lấy set nam, một set nam còn không anh? Set nam còn để ghim luôn không? Set nam còn được còn không? Nào set yếm Nga dơ, set biển cho khách này. Cho luôn khách này, còn được mấy set, đúng nào 5 set đúng không? 5 set cho luôn. Ai lấy mã này mọi người lên mã tiếp theo luôn cho em, mã set nam. Hoa ghim chưa? Cứ lên đi ngoài còn mà. Còn nữa một còn. Hết rồi. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mà set yếm. Yếm Nguyễn Thơm. Ai lấy yếm nâu mọi người lên mã yếm nâu nhá. Ai lấy yếm nâu mọi người lên mã cho em mà yếm nâu cho em này bao nhiêu em ơi? 1 2 30 đúng không? 120 đúng không? Lấy xe lốt cho các bà yếm nâu, ai lấy yếm nâu mọi người lên mã yếm nâu cho em một set 150. Ai lấy yếm nâu mọi người lên mã cho em mà set yếm nâu cho em nhá. Áo hai lớp cho mọi người. Giá cho mọi người luôn là 1 set 150, ai lấy yếm nâu nhá. 965 cho Thùy Linh Cao. Lên chữ đen cho Vi Hoàng. Ai này yếm nâu mọi người lên mã luôn cho em mà yếm nâu giúp em nha. Ok cardigan lên được một chút, sẽ cắt sẽ cardigan một đường. Yếm nâu nhá, ai này yếm nâu mọi người lên mã yếm nâu giúp em ạ. Yếm nâu em bán nốt cho các bà luôn là 1 set bao nhiêu nhỉ? 1 set 150, một áo một cuộn.
Ok nhá. À để món này xem này. Đẹp chưa? Đẹp không? 1250. Mãi về thêm đấy, đợt trước đợi cái này nó mãi không có. Nào này, món này mọi người lên bán luôn cho em. Set dây đúng không? Đúng không? Đợt trước là bán set gì? Set yếm cả quần đúng rồi em ơi. Set yếm này là cả quần nhá. Có set nào 70 cân một được không? 70 cân hơi khoai nhỉ? 70 cân hơi khó ạ. Thì em chỉ tầm 60 cân thôi. Hoàng Hoàng, Hải Hoàng. À để món này ok em yêu cho lên đi. À để món này mọi người lên bán luôn cho em. Má là gì đây? Má là gì đây? Đặt đi ngang chung cả đây. Má là gì? H5 đi. H5 được không? H5 đi. Qua H5 chưa qua. K đi sang K5 đi được chăng? À để má này mọi người lên má cho em luôn. Má là gì ạ? À? K5 cho em. Một áo một quần 1250 nhá. À để K5 mọi người lên má cho em mà K5 cái gì với má? Chụp được chưa? À này K5 mọi người lên mã cho em mặc K5 cho em này. Áo khoác ok, sau này là sẽ lên bomber và áo khoác nhá. À này mã này mọi người lên mã cho em mặc K5 cho em kiểu kèm màu nhá. Hai set M K5 nhá, một set này rất là xinh luôn. K5 có màu trắng và K5 màu Trung Hoàng Giang. K5 màu trắng và K5 màu xanh giúp em nhá các trẻ ơi, một áo một quần này. Giá cho mọi người luôn là bao nhiêu tiền này? K5. À này K5 mọi người lên mã K5 cho em. Hàng này chất dày dặn lắm, không phải chất mỏng đâu các trẻ ơi. À đấy K5 mọi người lên mã K5 kèm màu kèm size nhá. Cái dây của nó rất là chắc chắn luôn. Còn đính ngọc của đây K5 này đẹp vãi trưởng thật. Nhức lách các chị ơi. K5 à đấy K5 mọi người lên mã K5 kèm màu. K5 màu trắng và K5 màu xanh nhá. K5 kèm màu kèm size. Sẽ có size cho các chế luôn là 2 size SM. 2 size SM cho mọi người. À đấy K5 mọi người lên mã K5 giúp em. Đây đúng không ạ? Yếm 20 cơ mà. Yếm 20 cơ mà. Đây. K5. Ok cho 1250 nhá. Ai xếp phối một cái lên mã xếp phối này 1150 này. Ok còn cái kia K5 ok. Một body. Đúng không? Một body này. Chất đẹp như thế này luôn. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em. Thả bơ bơ về áo khoác đây chị em yêu ơi. Thả cái set đấy đi. K5 cho Nguyễn Lan. Thả cả cái váy luôn, đưa chị K5, đưa cho chị sơ đi bạn, chị đi đưa một quần. À đây set này mọi người lên máy cho em set phối cả một set này luôn. À đưa mấy cái áo cardigan thế trước đi. Mấy cái áo cardigan trước đi. Áo cardigan, set cardigan đi. À đây máy này mọi người lên máy cho em, máy là gì ạ? Set phối, bao tiền đấy mọi người? Một set 150 yên set phối nhá. À đây set phối mọi người lên máy cho em luôn, set phối nhá. Set phối bao tiền ạ? Một set 150 yên giúp em. À để set phối mọi người lên mã cho em set phối nhá. Set phối, à để set phối mọi người lên mã luôn cho em mà set phối nhá. 1150 chất rất là đẹp luôn. Ok chưa? K5 ok ạ. À? Set phối, à để set không, phối. Không bán lẻ đâu nhá, áo đấy không bán lẻ đâu. Ơ em ơi. Set phối nhá. 1150 thôi. À trắng chị có không bán lẻ nhá các chế. Nó đi theo set rồi không bán lẻ được. Đợi chút chân váy nhá. Set phối ok các trẻ à, lấy set phối cho set phối đẹp lắm. Nhìn kiểu bánh bèo ấy, kiểu cute mà kiểu sang chảnh nữa nên kiểu nói chung là nhìn nó là lạ lắm. Thật đấy. À lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? À? B25 giúp em. Đó, B25 này màu của nó là màu nhạt nhạt nhá, rất là đẹp luôn. À lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em mã B25 giúp em. À lấy B25 mọi người lên mã cho em mã gì ạ? À? B25 giúp em nhá. À để B25 các bác lên mã cho em mà B25 giúp em. Một sen 250 yên mà B25. Cái này là Lam đấy. Lam thì em mà lấy mẫu này về bán cho các chị đấy. Nên mọi người ủng hộ Lam nhá. Cái này là mọi người không ủng hộ em nữa mà bây giờ mọi người chốt cho em là ủng hộ Lam. Đấy kiểu người ủng hộ Lam mỗi người mỗi người một set Lam tại vì Lam bảo cái set này đẹp. Tại vì Nam bảo con gái mặc cái set màu này rất là đẹp. Thế là khổ quá em bảo tại vì em lấy rất là nhiều set rồi ấy. Thế là em bảo không lấy nữa nhưng Nam bảo là xếp con gái một màu này đẹp nên lại phải lấy lại cho các bác bán cho các bạn rồi đấy. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? B25 giúp em, màu rất là đẹp luôn. Màu kiểu màu xanh nhạt ý. Rất là xinh như thế này, bục lên. Ai để mã này mọi người lên mã B25 1250 nhá. Mọi người mặc với chân váy thì nhức lách. B25 mọi người ủng hộ Lam nhé, đây là không ủng hộ em nữa bây giờ mọi người. Em bán cái này giúp Lam. Bán giúp Lam rồi Lam trả em bao nhiêu chia phần trăm cái thứ là dễ mọi người ạ. À? Hiểu không?
Mọi người lên bán luôn trên B25. Giá cho mọi người luôn là 1 sen 250. Còn bán này là bao nhiêu nhỉ? H4. Anh ấy H4, mọi người lên bán H4 cho em 1150 H4 này. Thế phối Minh Huệ H4 nha. B25 xương ly ti H4 cho em cả một set luôn, là một áo ba lỗ như thế này, chất tâm lên như thế này, và một cái cardigan màu lâu như thế này. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã này gì ạ? H4 cho em, ai lấy H4 mọi người lên mã H4 nhá. H4 ạ. À. Đợt chú em sẽ lên lại set bên trên cho các bạn. Ok chưa? Ai lấy H4 mọi người lên mã luôn cho em H4 1C150 yên nha. Ai lấy H4 mọi người lên mã cho em H4 cho em này. 1C150 yên, rất là xinh, mọi người phối với chân váy nó mặc đẹp chưa? Nói chung là dễ lắm. Mấy cái kiểu mấy cái set như này mọi người phối đồ nó làm thật sự như thế luôn đấy mọi người. À đây, bán này mọi người lên bán luôn cho em, bán là H4 1C150, chất đẹp lắm, có giãn 4 triệu được luôn. Được nha, chị Nguyễn nha, bộ đơn với ngày hôm qua thoải mái. Hôm nay mọi người có Nguyễn Thị Thu Hàng có H5 trắng và H5 màu xanh nhá. À đây, H5 mọi người lên bán H5 cho em này. H5 trắng và H5 xanh nhá, 1250 nhá. H5 là ai đây, H5 mọi người lên bán H5 này, xinh dã man luôn ý. Thật sợ luôn mà. Ni vừa mới bảo ok, nhưng mới bảo ngồi đằng sau. Ok các bác ơi, bác Nguyễn Trang thông cảm cho. Thì bây giờ em đang lên dần, yên tâm em sẽ lên cho bà. Tại vì các bác thông cảm, thì hôm nay nó như kiểu là nhiều mã, đây là em lên hơi lâu, các bác thông cảm. Nên em sẽ lên hết cho các bà luôn. Ai để bán em lên bán luôn cho em. H5 em nhỏ em đi em. H5 này, H5 kèm màu nhá, H5 trắng và H5 màu H5 màu xanh nhá, chất đẹp lắm. Cái này phải quay đằng trước này. Áo dây dài có một cái có chân đấy dài nha. Áo dây treo ngược nha. Quay ngược rồi. Đây bán này mọi người lên mã H5 nhá. H5 trắng và H5 mấy nhở? H5 đúng không? 1250 H5 màu trắng này. Và H5 này H5 màu xanh cho em nhá. Cái này là áo dây nó quay đằng trước như này nhá. Em yêu H5, ai đấy H5 mọi người lên mã H5. Có lên là H4. Ai đấy H4 mọi người lên mã H4 cho em 1150 H4 nhá. Anh ấy H4 mọi người lên mã H4. Giá 450 cho anh Nguyễn. Ok ạ, à, anh ấy bán này mọi người lên mã H4 này 1150 H4 này. Anh ấy bán này mọi người lên mã B25 giúp em. Anh ấy bán này mọi người lên mã B25 giúp em nhá. B25, anh ấy B25 mọi người lên mã B25 giúp em. B25, anh ấy B25 mọi người lên mã B25 giúp em. 1C250 B25, ok em yêu. Nào đây lại cho em mã đợt sơ mi ở đây. À này, bán này mọi người lên mã cho em sơ mi vạt đi. Em cho các bác lên lại một lần nữa nhá. B25 Nguyễn Ngọc. Sơ mi à này, bán này mọi người lên mã cho em sơ mi vạt cho em. Thằng này đẹp dã man luôn, thật sự như thế luôn các bảo. À đây sơ mi vạt, mọi người lên mã sơ mi vạt. Đẹp lắm. Tay kiểu tay nó lỡ ấy. Mà tỉa tay viền như này rất là xinh luôn. À này, bán này mọi người lên mã cho em sơ mi vạt 799 yên. Sơ mi vạt đâu nhỉ? Màu con xanh đằng sau cái kia xem váy nào vậy? Sơ mi vạt. Nhanh nha, chúng mình thả cho chị cái mã H1 xuống nhá. Anh này, bán này mọi người lên mã cho em mà sơ mi vạt cho em kèm màu. Anh này sơ mi vạt, các bác lên mã cho em mà sơ mi vạt màu xanh và sơ mi vạt màu trắng cho em. Anh này sơ mi vạt, mọi người lên mã sơ mi vạt cho em kèm màu. Sơ mi vạt màu xanh và sơ mi vạt màu trắng cho em nhá. Anh này sơ mi vạt, mọi người lên mã sơ mi vạt cho em. Đây là sơ mi vạt màu xanh và sơ mi vạt màu trắng. Giá cho các bạn luôn là 799 yên, chất lụa nhá. Chất lụa này mọi người nhìn chất cho em này, cực kỳ ok luôn các bạn ơi, đằng sau này. Đẹp lắm, nói chung hàng này đẹp dã man luôn, đằng sau nó cũng thế này. Sơ mi vạt 799 yên sơ mi vạt. Sơ mi vạt trắng và sơ mi vạt màu xanh. Anh ấy sơ mi vạt mọi người lên mã sơ mi vạt trắng và sơ mi vạt xanh cho em. Còn đây là quần đấy cho em này. Sơ mi vạt màu xanh. Quần vải bèo form cạp cao như thế này cho các chị luôn. À này, quần baggy vải, mọi người lên mã cho em, mã là gì ạ? Mọi người lên mã luôn cho em. Mọi người lên sau ngay ạ. Mọi người lên phải cho chị ba cái quần nhá, hai cái mã quần lửng bên trên đúng không? Đúng một cái quần jean bên dưới nữa, mã quần lửng bên trên cho quần lửng cho mọi người. À này, mã này mọi người lên mã cho em baggy vải. À này, mã này mọi người lên mã baggy vải cho em 850 yên của mã baggy vải nhá các trẻ ơi. Baggy vải 850 yên, hàng bèo bèo phía trên cho mọi người này. Bèo bèo phía trên cho mọi người, hàng một cúc. Nhưng mà là hàng cặp cao hai cúc cho các chị luôn. Mọi người nhìn hàng cho em này. Form như thế này luôn. Hơn 2 gang, cặp mặt cặp cực kỳ cao cho mọi người luôn. À này, mã này mọi người lên mã cho em mà baggy vải, bao nhiêu tiền đấy mọi người? À này, baggy vải, mọi người lên mã baggy vải cho em 850 yên. Form của nó là form baggy nhá. Form quần vải em nó là form baggy, chứ không phải là form jean, form ôm đâu.
đấy là phòng gym, phòng ôm thì mọi người nói chung là chỉ người chung chung tuổi mọi người mới mặc được thôi. Còn riêng về mấy kiểu mình trẻ trẻ như này mình mặc thì mọi người, em nghĩ là mọi người nên mặc kiểu không có bikini, nó rộng rộng ra một chút ý, nó rất là trẻ các bác ạ. Nên là ai để mã này mọi người lên mã trên mặt bikini vải cho em bèo nhá, 850 yên thì em đăng mẫu nhá, 850 bikini vải cho em. Mọi người nhìn chất cho em, chất thì em chất cực kỳ dày, em không bán chất mỏng đâu ạ. Mọi người cứ nhận hàng cái chất bikini vải này em về là người biết chất nhá, cực kỳ là dày luôn đó. Ok cho ai để mã bikini vải em lưu ly, ai để cho bikini vải mà Trần Thị Hà. Này, mã này mọi người lên mã luôn cho em. Ủa con này xinh đấy, con này 65 bao nhiêu ạ? 670 670 yên, ai để 670 mọi người lên mã luôn cho em. 670 bây giờ em lên nhanh nha các bạn ơi. Ai để mã này mọi người lên mã 670. Lâu lắm mới nhìn thấy mấy bạn khách quen. Bạn khách quen thì mình đợt này quen của mình rồi. Lâu lắm mới nhìn thấy Peno Hưởng với Hưởng Sony với Luân Tuyết. Mấy bạn quen mình rồi. Ai để Polo mọi người lên mã trên mặt Polo 670. Polo 670, ai lấy Polo mọi người lên mã Polo 670. Becky 47 cân mặc size M giúp em nhá. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em, mã là gì ạ? 670, ai lấy mã này mọi người lên mã 670. Đẹp chưa? Ôi đẹp quá, Polo 670 anh em. Ngay ngay lên tìm cho chị xem là 670 chị 47kg mặc size M thu châm nhá. Sơ mi vải xanh cho Thúy Hoa. Becky vải Kiều Vân. Có một cọc sơ mi vải châm phùng. 670 các bác đi nhanh. Nhanh thì còn, không có hết rồi đấy. 670 nhé. Polo 670. Đấy, đúng rồi, đúng cho nha luôn. Không, em lấy đấy đúng chuẩn màu này này. Chuẩn màu đấy, chốt đi. 670. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mã lửng này. 700 yên đồng giá. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mã 128 kèm size. Em đang sale có 700 yên thôi. Ai lấy mã này. Đọc đi, còn được chụp con mà. Đọc đi. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em. Kiều Vân. Mã là 128. U Trâm. 128, mọi người lên mã cho vào 128 700 yên nhá. Có thì ai lấy 128 mọi người lên mã cho vào 128. Mai Xuân Anh, Loan Tún, Ngọc Hân. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? 128 kèm size. Ai lấy 128 mọi người lên mã cho vào 128 kèm size nhá. 700 yên 128, ai lấy 128 đang sale có bao nhiêu ạ? 700 yên cho các bà thôi. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho vào 128 kèm size nhá. 3 size cho các bà SML 128, 700 yên cho các bà luôn. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Ok cho các bà ơi, ai lấy mã này mọi người lên mã cho em. Bà đã đang xem thả cho em Thúy xin nút like nha các chị ơi. 128 Hương Lê, Huy Hương kèm size nhá. 128 Loan Tuyết. 128 Tuyết có sơ mi vàng, ok. Ok chưa? Set vest. CV3 nhiêu? CV3 món là 1450 cho bác Hạnh heo ơi. Hôm nay bán rất là rẻ cho mọi người luôn. CV3 món này. À đây CV mọi người lên mã cho em. Mọi người lên mã cho em mà set vest xanh màu cốm. Sẽ có một cho em mà vest 3 món. ML Huyền Hoàng. Mọi người lên mã cho em đúng cú pháp cho em mà vest 3 món. Có một đúng cú pháp cho em mà vest 3 món màu cốm và vest 3 món cho em màu đen. 1450. Ok cho mọi người. Anh đang đăng nhập cái này vào cho em đấy. Còn màu đen nhá, ai lấy màu đen mọi người lên mã luôn cho em mã 318. Màu đen mà 318, ai lấy 318 mọi người lên mã 318 cho em. Kiều Vân, Peno Hường. Ai lấy 318 mọi người lên mã 318, 700 yên nốt, 700 yên. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? 318, ai lấy 318 mọi người lên mã cho em mã 318. Set 2 giây phía ngoài cùng á, set 2 giây phía ngoài cùng là 1250. Ai lấy mã đến mọi người lên mã luôn cho em, mã là mã bao nhiêu ngay nhỉ? Mã ngoài cùng này này. K5 phùng. Là K5 nhá, ai lấy K5 mọi người lên mã cho em mà K5 xanh và K5 trắng. 1250. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em, mã là gì ạ? 318 kèm size, 3 size ML 700 yên nốt. Thế bán rẻ lắm rồi con chị ơi. 318 Loan Tuyết, ok. 318 đâu? Có sọc vải không ạ? Sọc vải có các chị ơi. Sọc vải có, ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mà 318. 3 quần cho Huyền Hoàng, ok. 318 cho Hương Sony. 318 kèm size, 3 size ML. Còn đây là 128 nhá. 128 kèm size, 128 kèm size, 3 size ML. Ok các chị ơi. Qua mẫu tiếp theo này. Quần thể thao 128. Ok ngay ngay anh. Em thả mấy cái mẫu bên trên là xuống cho chị một lần nữa đi. Mẫu bên trên. Mẫu chung cùng. Nào ok, nên là một lần nữa cho mọi người nhá. Quần thể thao 318 cho Hòa, 318 cho Lê Thị Thu Vân. Sọc trắng bao nhiêu chị? Sọc trắng không? Là cái lửng trắng đó. Lửng trơn đúng không? Lửng trơn đó. Lửng trơn đấy có đen trắng.
À này, món này mọi người nên mã T 43 quần thể thao, nói chung mấy quần thể thao này em bán nhiều lắm này, thật sự như thế luôn các chị ơi. Em bán về đúng 4 lượt em lấy nhiều lắm luôn đi các chị ạ. Ok cho mọi người. 3, 1, 8, à để món này mọi người lên bán luôn cho em. Má là gì ạ? T43. Phong quần. Phong quần này các chị mặc mùa hè nhức rách thật sự luôn. Không bao giờ mọi người nghĩ là lắm luôn. Center 1150. Còn nhá, sẽ kiếm cạp thì cạp dày, cạp thì cạp dày, dây là dây buộc eo. Cho các bác luôn, hàng là hàng tàu xịn như thế này. Sẽ có size cho các bác là bao nhiêu ạ? S, M, L đến XL cho mọi người luôn. À lấy mã này mọi người lên mã T43 kèm màu kèm size. T43 cho em nhá, màu này nó nào? T43 cho em màu này nó là màu trắng. T43 cho em. T43 cho em màu này nó là màu trắng. T43 cho em màu này nó là màu T43 cho em màu này nó là màu nâu này. Ok chưa, kèm size cho em mùa hè các bác mặc mấy quần thể thao này thì rất là ok rồi. 318. À để mã này mọi người lên mã cho em mà T43 kèm màu kèm size. S, M, L đến XL T43. T43 này. T43 này, T43 mọi người lên mã cho em mà T43 kèm màu màu đen này. 850 yên một quần. Em bán vẫn được giá từ trước đến nay rồi, tại vì cái quần này chất cực kỳ mát. Em không bán cái chất gió đâu nha, và em cũng không bán cái chất kaki đâu nha. Em bán cái chất này cho các chị là chất cực kỳ là mềm và cực kỳ là mát cho các chị luôn. Nói chung các bác có thể mua cái chất này về xem là như thế nào các bác nhá. Phong cực kỳ thích luôn ấy. À để món này mọi người lên bán luôn cho em. Má là gì ạ? T bao nhiêu ạ? T43 kèm màu kèm size. Ok chưa? T43 kèm màu kèm size. Kèo mặt cười không okay. Hình ảnh. Xong rồi em ơi, thả ngựa đi chị một lần. T43 À để món này mọi người lên bán cho em má là gì ạ? T43 kèm màu kèm size. Có màu này là có màu đen cho em này. Có màu này cho em luôn, nó có okay, màu này, có màu lông. Bây giờ chị cứ để đây nhá, tí ấy sau nhá. Em lên nhanh nhá. T43 kèm màu kèm size S, S, M, L đến XL cho mọi người luôn. Ok. T43 cho anh Ngốc. T43 Thùy Trang. Ôi nhiều hàng quá, thật sự luôn đi. Mai chị em phải bán ngày mai của anh. Thì phải ngày mai nữa chứ hôm nay không lên hết được luôn đi các chị. Thật sự luôn, lên từ nãy giờ vẫn không lên hết cho các bác luôn. À lấy má này cho các bà luôn. À lấy má này mọi người lên má luôn cho em. Má là gì ạ? Má là gì đấy các bà ơi? À lấy má này mọi người lên má cho em mà set hoa xanh cho em. À lấy set hoa xanh mọi người lên má set hoa xanh 950 yên một set. Set hoa xanh cho em 950 nhá mọi người. Set hoa màu xanh 950 nhá. Ê ơi chất đẹp dã man luôn. Cái quần của nó, quần có túi này, form quần của nó chất quần cực kỳ dày luôn, không phải quần mỏng đâu nhá. Quần này em nói là quần chất dày như thế này cho mọi người luôn. À để má này mọi người lên má luôn cho em, má là gì ạ? Set hoa 950 cho Phạm Bảo Trâm. Mọi người lên má cho em mà set hoa xanh cho em. À để set hoa xanh các bác lên má set hoa xanh 950 yên một set. Ê ơi chất quần của nó đẹp lắm, chất quần của nó cực kỳ dày luôn. Em phải công nhận một điều là cái lô hàng này của nhà em về ấy, là cái lô của quần cái quần này của nó chất rất là dày. Em phải khẳng định một điều như thế luôn. Set hoa xanh 950. À đây set hoa xanh mọi người lên má cho em luôn. Set hoa xanh của em 950 yên. Đây ạ. Set hoa xanh 950 nhá. Set rất là đẹp như thế này. Set hoa 950. Chất này. Chất đẹp lắm, đợt này nói chung là đợt này về chất đẹp lắm. Quần, form quần, quần này các bác có thể phối với áo phông khác cũng được. Rất là ok luôn. À lấy món này về đây, máy chốt đơn kia. Thả bông bơ cho chị lên bông bơ chốt đi em yêu. Ơ cái gì vậy, tôi đang định lên cái gì mà tôi không có chuyện. Các chị bông bơ đi em yêu. À lấy các bạn sơ mi cọc đúng không? T43 Nguyễn Huyền. À lấy sơ mi cọc, mọi người lên máy cho em sơ mi cọc nhá. Sơ mi cọc 780 đúng không ạ? Sơ mi cọc hôm qua có màu đen ở đây, sơ mi cọc này. Cọc cọc ý, à đấy sơ mi cọc này, mọi người lên mã cho em là sơ mi cọc. Sơ mi cọc các bác lên mã cho em luôn. Cô đôi 670 hết rồi, Thanh Min ơi. Cô đôi 670 có màu khác. Nhưng cái màu xanh hết rồi. Xét hoa xanh cho Minh Nhi, sơ mi kẻ xanh Nguyễn Huyền. Sơ mi cọc màu có màu đen nữa cơ. À đây sơ mi cọc mọi người lên mã cho em, mã là sơ mi cọc nhá. À đây sơ mi cọc em có màu đen nữa cơ. Có trắng nữa đúng không em? Nhưng mà hết trắng rồi, còn mỗi màu xanh, màu cốm. Sơ mi cọc còn mỗi màu cốm và còn màu đen. Em có màu đen nữa ấy. À đây mã này mọi người lên mã cho em mã sơ mi cọc 780 yên sơ mi cọc. À đây sơ mi cọc các bác lên mã cho em mã sơ mi cọc nhá. À đây sơ mi cọc mọi người có quần jean nào? À đây mã này mọi người lên mã cho em mã sơ mi cọc nhá.
sơ mi cộc cho em có màu này, nó là màu màu cốm và em có cả màu màu đen nữa nhá. Ai lấy mã này một chút luôn cho em sơ mi cộc kèm màu. Sơ mi cộc kèm màu, cô luôn có đây. Ai lấy mã này mọi người lên mã trên mặt sọc, sọc vải trắng nhá. Sọc vải trắng. Ai lấy mã này mọi người lên mã trên mặt sọc vải trắng 599 yên. Các bác em sơ mi cộc kèm màu giúp em ạ. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Sơ mi cộc em có màu cốm và có màu đen. Đó, ai lấy màu nào chung màu đấy ạ? Màu cốm và màu vừa nãy. Em có cả một cái màu nữa là màu đen nữa cơ. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? Sọc vải trắng. Ai lấy sọc vải trắng mọi người lên mã sọc vải trắng cho em 599 yên. Ai lấy sọc vải trắng mọi người lên mã sọc vải trắng con này chung em mặc rồi nhá. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mã sọc vải trắng cho em bao tiền đấy mọi người? 599 yên kèm size 3 size ML còn áo ngực nhá. Ai để mã này một người lên mã cho em mã sọc. Ai để mã này một người lên mã cho em. Sọc vải trắng, ai để sọc vải trắng một người lên mã sọc vải trắng cho em. 599 yên. Ok chưa? Mã chi cô. Combo này. Nôi mã cô đồ đi ạ, em một đơn hôm qua. Ok, cô đồ đợi chị nhá. Đây các bạn chút nhanh. Cho Hạnh Nguyên. Ok. CV nó mặc ai lấy có mã này ai lấy CV nó mặc mọi người lên mã luôn cho em mã CV sẻ 550 nhá. CV sẻ 550. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em mã 680 các bác lên mã luôn em thì còn. Chết 950 Tâm Nguyên. 680. Ai lấy 680 mọi người lên mã cho em mã là Polo 680. Chết 950 là nó mã gì đấy ạ? Chết hoa. Chết hoa có một đó, chết hoa đi có mã nhân viên. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. 680, ai để ghi chút luôn cho em mà ghi 680 để xin mẹ. Ai để mã này mọi người lên mã cho em mà 680. Ai để 680 mọi người lên mã 680 ghi cho em nhanh thì còn nhá các bác nhá. Xong rồi trắng em tim. Còn ạ. Giá thì cu. Ai để sẻ chút luôn cho sẻ có 3 size ML, 3 size ML nhá. Đó, ai để xem này mọi người lên mã xem này. Sẻ Mai Linh, ok. Xem 1050, con em có đăng ảnh rồi đấy. Xem 1050, ai để xem mọi người lên mã xem cho em 1050 này. Làm mặc vừa bomber không có mặc được đấy các bác ơi. Bomber này nam mới mặc được ạ. Ai để mà set này cho luôn cho mà set xanh một bao nhiêu ạ? Set xanh ai để set xanh một lên mà set xanh 1050 để kèm size 2 size M nhé. Set xanh 1050 kèm cho em 2 size M 1050. Sao đi 680 tâm. Ai để mã này mọi người lên bán luôn cho em. 680 là cái này. Cô đồ à? Còn anh cứ cho đi tập chụp con. Ai để mã này mọi người lên mã cho em vào bumper nhá. Bao nhiêu mai phương CV dai cho Nguyễn Huệ. Ai để bumper. Ai để bumper chữ mọi người lên mã cho em vào bumper chữ nhá, theo trực tiếp ạ, à, không phải dán hay in đâu. Hàng em bằng hai lớp hàng xịn luôn. Ai để bumper mọi người lên mã cho em món gì ạ? À? Mọi người lên mã luôn cho em mã là bumper chữ cho em. Ai để bumper chữ mọi người lên mã cho em vào bumper chữ nhá. Bumper chữ 3 tiền ạ, 1770 kèm màu kèm size. Bumper chữ 1770 màu này nó là màu rêu, cho em gọi là màu này màu rêu đi. Màu này là xanh nước biển này. Lê Thị Thu Vân. Đây là xanh nước biển nhá. Và đây là màu đen. Ai để mã này mọi người lên mã cho em vào bumper chữ kèm màu giúp em. 1770 hàng rất là dày dặn luôn, thật sự. Hàng đẹp đấy nhá. Bumper chữ màu đen, bumper chữ màu xanh nước biển. Và bumper chữ cho em màu này nó là màu rêu. 1770 nhá. Ok, khoác rồi, không thấu. Ok các bạn. CV sẻ ok ạ, bơm bơm chữ ok các bạn. Ai để khoác một người lên mã cho em mặc khoác này. Khoác 1640 cái chị cho nhanh thì còn khoác này, các khoác này em sợ không còn đâu. Em sợ ơi, hết khoác này rồi. Ai để khoác này một người lên mã cho em mặc khoác 1640 cho em. Khoác 1640 cho em, màu này nó là màu sữa nhá. Mà khoác 1640 cho em, màu này nó là màu lạ. Các bác cứ ghi cho em màu này nó là màu lạ đi. Màu mới đấy, gọi là màu lạ ấy. Ai để mã này mua lên mã luôn cho em. Cô đô chẳng lúc đầu hết rồi ạ. Ai để mã này mua lên mã cho em luôn. Mã là gì đấy mọi người ơi? Mã là khoác 1640 kèm màu. Đó. Khoác này là khoác màu sữa 1640. Khoác này là khoác màu xanh lạ cho em. Có một đó là xanh lạ nhá. Không có nên không biết là màu xanh nào đâu ạ. Màu rêu cho. Nhá bác Cú Trâm ơi, bác lấy màu xanh này thì bác có một chiếc xanh lạ. Nhá. Bác chữ kèm màu ấy, bác Võ Thị Hương bác lấy màu gì ạ? Khoác này không có size đâu các trẻ ơi, hàng này hàng đẹp đấy. Quác trời ơi. Đẳng Loan. Hàng này 1640, đây là màu xanh lạ cho em. Xanh lạ cho Như Hảo. Xanh lạ nhá, và đây là màu này màu sữa cho em, hai màu rất xinh luôn.
màu sữa màu xanh lạ, chất đẹp lắm, chất đẹp dã man luôn. Bên trong bên mẹ Việt cho mọi người như này, con một rõ xanh lạ giúp em nhá, bác Nguyễn Thu Hiểu. Ờ, tại vì màu này nó là màu lạ, không có em nhầm mẫu này, các bác cứ con một chuẩn cho em, đây là màu xanh lạ cho em. Sữa là sữa còn xanh lạ nó là xanh lạ nhá, xanh này rất đẹp luôn, tôn da lắm. Hai cái màu này mọi người rất là tôn da, yên tâm. Hai cái màu này mọi người mặc lên rất là tôn da luôn ý. Quyền Trâm, sữa màu xanh lạ cho em, ok em yêu. Như Hảo, Thạch Heo, hai màu luôn như Hảo, ok. Đây em lên mã không. Trần Thuệ. Đây xe đây, xe của các chị đây. Ờ xe mà có phông với trên máy không anh nhỉ? Xe máy màu đen ý. Đây giờ lên đây. Lên mã này cho em. Lên mã H1 cho em nhá. Đây đưa em, đưa. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em. Theo giờ dập nổi nhá. 6 ok. Mọi người lên mã tiếp theo luôn cho em này. Mọi người lên mã luôn cho em, mã này là mã H1 cho em. H1 650 yên vào việc luôn các trẻ ơi. Ok cho mọi người. Chữ này là chữ là chữ, đây là theo dập nổi nhá. Theo dập nổi luôn, rất là đẹp. Chú này thì hôm qua em chút. Ok, được chút em lên đồ ngủ nhá. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì đấy mọi người ơi? Mọi người lên mã cho em mã H1 650 yên giúp em. Form này rất là đẹp luôn, mọi người nhìn form mọi người biết. Ai để mã này mọi người lên mã cho em H1 kèm màu 650 yên một áo. H1 cho em màu này nó là màu trắng nè. H1 cho em màu này nó là màu rêu nhá. H1 cho em màu này nó là màu đen này. H1 cho em màu này nó là màu đen nhá. H1 theo trực tiếp dập lỗi nhá. Mọi người sờ lên nó sần lên dập lỗi. H1 cho em màu này nó màu đen. H1 cho em màu này màu ghi nhá. Tầm 16, 16, 17 nhá Vi Anh Nguyên nhá. Còn nào màu con màu xưa có thì thương. H1 cho em ai để H1 mùi lên mà H1 cho em thương là tên Liên. Theo trực tiếp luôn dập lỗi. Dập lỗi nhá H1. Ai để H1 mùi lên mà H1 cho em luôn. Ok cho mọi người H1 cho em. H1 cho em màu này màu ghi nhá. H1 cho em màu này nó là màu đen này. Lam nữ đều mặc được các trẻ ơi. Lam nữ đều mặc được cho em nhá. Hàng này dập lỗi lam nữ đều mặc. Công nhận không hiểu sao cái đợt này nó đang hot dập lỗi dã man luôn ý. Sờ lên nó sần lên. Sần lên là nó là lạ ấy các chị ơi. Nếu mà phông bình thường, không dám phông y bình thường thì không có ấy. Mai Lê Nguyên Còi, Ngọc Chi Nguyên. Ai để CV này, các bác lên mã cho em CV nhá. Ai để CV này, mọi người lên mã cho em mà CV bao nhiêu ạ? CV 217 cho em. Hàng tàu nhá mọi người ơi, nhìn này, chất dày dã man luôn. Lê Phương Phương, là tên Liên. Ai để mã này, mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? CV 217 kèm size. Đây mọi người mặc áo phông nhiên, mặc cái phối với chân máy này cũng rất là xinh này. Ai để mã này, mọi người lên mã cho em CV 217 cho em. Sẻ một bên ở đây nhá. Ai để CV 217, mọi người lên mã cho em CV 217 cho em. Anh Nam đưa cho em cái giày xanh đằng trước, em mặc anh đi. Áo khoác sau còn nhá. Khoác đằng sau còn. Ai để khoác cứ trước khoác ạ. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em. Em còn nhá, khoác này khoác sữa và khoác xanh lạ còn đấy. À lấy màu nào cho màu đấy, đây là màu sữa này, còn đây là xanh lạ bên dưới này. 1640. Ai để mã này mọi người lên mã cho em CV bao nhiêu ạ? CV 217. Một xin 250 yên mã CV 217 nhá. Áo khoác cho Ngọc Anh Hoàng, ok. Ai để CV mọi người lên mã cho em CV 217 kèm size. Ai để CV mọi người lên mã cho em CV 217 kèm size, đưa giày xanh lên xem mọi người. CV 217 kèm size 3 size ML giá 1 xin 250 yên nhá. Hàng form chất này em nói thật mọi người, mọi người sờ vào cái chất này các bác. Riêng mọi người sờ vào cái chất này của nhà em ý, thì mọi người đang nghĩ rằng là con này sao nó có thể rẻ thế. Em nói thật mọi người, chất này cực kỳ là dày dặn luôn. Em ơi mọi người ơi, cái chân máy này nó còn dày ngang với một cái quần baggy. Là mọi người biết rằng cái chất nó dày dặn như có nào luôn ý các bác ạ. Thật sự là như thế luôn. Cái hàng này em cam kết với mọi người luôn, nó chất cực kỳ là dày. Đấy nó mang hết sạch ạ. Ngọc Phương Châm Mon CV sẻ cho bé Loan. Giày xanh, ai lấy giày xanh mọi người lên mã cho em mà giày xanh em đang sale có 1 cent thôi. Có size 35, 36, 37, 38, 39 nhá. Ai lấy giày xanh mọi người lên mã giày xanh cho em. Ai lấy giày xanh mọi người lên mã giày xanh ngay. Thả đốt hai cái mũi trên cùng. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mà giày xanh cho em nhá. Ai lấy giày xanh mọi người lên mã cho em mà giày xanh cho em. Bao nhiêu ạ? 1 cent. Có size 35, 36, 37, 38 và 39 giày xanh 1 cm nha. Đó, đây là CV 217. Ai CV 217 mọi người chốt. Ừ, chốt giày dặn lắm. Form đẹp như thế này đúng không? Form đẹp như thế này cơ mà. Đây, lộn này.
Ai lấy lụa, mọi người lên bán lụa cho em nhá. Lụa này là lụa viền. Lụa nhà em bán đồng giá 900 yên hết. Đó. Bèo có bèo. Bình thường như này. Ai lấy má này mọi người lên má cho em, bán lụa cho em này. Khủng long xanh. Ai lấy má này mọi người lên má luôn cho em mắc khủng long xanh. Ai lấy khủng long xanh mọi người lên má cho em khủng long xanh viền hết này, như này luôn. Viền hết cổ này, viền hết túi, viền hết tay cho các chị luôn. Giày 372 đôi Trần Thị Hà, khoác màu sữa, giá thì thu 35 cho Thương Thương, 37 ông Ngọc Anh Hoàng, CV 217 Hạnh Heo. À này, má này mọi người lên má luôn cho em. Má là gì đấy mọi người ơi? Má là gì ạ? Má là khủng long xanh cho em nhá. Ai lấy khủng long xanh các bác? Giày xanh Nguyễn Thị Thu Hằng lấy size gì em? À này, má này mọi người lên má luôn cho em. CV đang mặc, ai lấy con mực là CV sẻ kèm size. CV 5 mặc, ai lấy CV 5 mặc mọi người lên mã cho mà CV sẻ 550 yên kèm size. Giày 7 trung tràn thêm CV chân mon ok. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? Khủng long xanh 900 này. Còn ai lấy mã này mọi người lên mã cho em. Mã là gì ạ? Gấu vàng à? Ai lấy lụa gấu vàng mọi người lên mã cho mặt lụa gấu vàng 900 này. Chất xốp nhá, rất là mát luôn. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em mà gấu vàng 900. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho mà khủng long xanh cho em 900. 17 cho Trình Huệ. Ok, em yêu. Đâu muộn nữa đâu nhỉ? CV sẻ dây L cho Kiều Vân. Còn ai lấy bèo, ai mọi người ai thích mặc bèo thì mọi người chốt bèo cho em. Ai lấy bèo mọi người lên mã cho em, mã là gì ạ? Bèo mặt cười. Bèo nhá, bộ bèo mà em cũng bán 900 yên thôi. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mặc bèo mặt cười. Đẹp chưa? Bèo hết tay này, bèo cổ nhá. Em nói thật em bao giá cho các chị luôn. Ai để mã này bèo bên cả bên dưới luôn. Ai để mã này mọi người lên mã cho em mã là gì ạ? Bèo mặt cười. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em mã là gì ạ? Bèo mặt cười cho em. Bèo mặt cười em bán cho các bạn 900 yên. Bèo mặt cười. Ai để bèo mặt cười mọi người lên mã cho em mặt bèo mặt cười cho em nhá, 900 yên. Còn ai để mã này mọi người lên mã cho em mặt bèo cái gì ạ? Bèo thỏ đúng không? Bèo thỏ, ai lấy bèo thỏ mọi người lên mã cho em mà bèo thỏ cho em 900 nhá. Đó, bây giờ cũng bèo cho mọi người rất là đẹp luôn. Ai lấy bèo thỏ mọi người lên mã bèo thỏ cho em, chất xốp rất đẹp luôn nhá. Ai lấy bèo thỏ mọi người lên mã cho em mà bèo thỏ 900. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em à? Bèo thỏ 900. Ở đây mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? Mặt cười vàng cho em 900 nhá. Bèo mặt cười 900. Lụa khủng long, thanh lam Peno Hường bé em, Trâm Phùng, Đài 35 Thương, Nguyễn Trang, okay. Nguyễn Cúc. Chốt ai hai áo khoác á? Kim Chi chốt hai áo khoác này á? Hai áo khoác sọc viền đúng không? Thì bác cho tớ là khoác 1640. Khoác 1640 cho em màu này nó là màu da. Có khoác 1640 cho em màu này nó là màu xanh lạ nhá. Có một đúng cú pháp cho em nhá. Ok chưa ạ? Ai để má này mọi người lên má luôn cho em ăn được dây này. 799. Ai để má này mọi người lên má cho em. Dây, ai để má này mọi người lên má cho em mà dây gấu hồng. Ai để má này mọi người lên má dây gấu hồng cho em. Chất xốp rất đẹp luôn. Ai để má này mọi người lên má cho em mà dây gấu hồng. Ai để dây gấu hồng mọi người lên má cho em mà dây gấu hồng cho em 799 yên nhá. Dây gấu hồng cho em 799. Và đây mọi người lên má tiếp theo luôn cho em mà dây hổ cho em. Dây hổ. Ai để có một chút luôn cho em mà dây hổ nhá. Dây hổ cho em 799 luôn này. Mặc chất mát lắm, hai dây như thế này thì chấm hết luôn mọi người ơi. Dây hổ 799 và dây gấu hồng 799 cho em. Chất của nó là chất xốp, mặc cực kỳ là mát cho mọi người luôn nhá. Ai để mã này mọi người chốt đơn luôn cho em. Ok chưa? Dây hổ và dây gấu hồng cho em. Ok chưa các bác ơi, ai để chốt đơn cho em nhá. Cái này mai lên đi. Hai cái này lên nốt để còn treo lên trên. Ai để mã này mọi người lên mã cho em. 128. Ai lấy 128 mọi người lên mã 128 cho em nhá. 128 700 biên này. Ai lấy lửng mọi người lên mã cho em 128 cho em. 128 kèm size nhá. Ai lấy 128 mọi người lên mã 128 kèm size 3 size ML 700 biên này. Ai lấy mã 138 318 biên ok. Ai lấy mã 318 thì mọi người lên mã cho em 318 kèm size 3 size ML này. 700 biên này. Ok này. Ok các bạn ơi. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? 795 kèm size 3 size ML 795 1 trên 399 yên. Khoác 1640 màu sữa kim chi. Đúng nhỉ? Con này bao nhiêu tiền đấy nhỉ? 1250 sorry ạ. Ok. À để má này mọi người lên 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 lên
À để mã này mọi người lên mã luôn cho em mã 795 giá 1 xin 250 nhá. Có màu xanh lam được không chị? Ok bao giảm luôn. À để mã này mọi người lên mã luôn. Giày 75 với lương nguyên. Mã cho em luôn là mã 795 kèm size nhá. 795 kèm size nhá. Ba size ML 795 nhá. Giá cho các bà luôn này trên livestream là 1 xin 250 yên. 1250. Siêu có giá luôn nhá. À để mã này mọi người lên mã luôn cho em mã 795. Kèm size 3 size ML 795 nhá. 3 size ML. Giá cho các bà luôn là 1 sen 250 yên. 1250. Làm xịn luôn nha các bà. Ai để mã này chốt này cô yêu. Cho lên nhỉ? Tôi em cứ cho lên đi chứ. Lên đi. À để mã này mọi người lên mã cho em mà CV345 kèm size. À để CV345 thì các bác lên mã luôn cho em mà CV345 kèm size nhá. CV345 kèm size giúp em. 3 size ML mã CV345 nhá. CV345 kèm size nhá. CV345 kèm size 3 size ML giá 1 sen 299 yên. Nào, set này hôm nay bán cho các bà này. Đây, set này em nói thật với mọi người là 795. Sọc ngắn quần thể thao á. Hết đi ạ. À? À này, mã này mọi người lên mã hôm qua em nói thật với mọi người là bà là mua 1650 nhà em thì mọi người đừng trách em nhá. Tại vì hôm nay này em bán cho mọi người lốt là 1350. Là em nói thật là em bao giá luôn. Mọi người nhìn hàng cho em này. Sơ mi nó là sơ mi hàng 2 lớp. Tôi có thật sự là các chị đừng giận em nhá. Ngày hôm qua bà nào chốt 1650 các bác đừng giận em nhá. Hôm nay đang bán chiên cho các bà chỉ có giá là 1 sen 350 yên. Ai đến mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? Set hoa xanh. Sơ mi hàng 2 lớp cho mọi người luôn. Rất là đẹp. 2 size M. Tay là tay bồng cho mọi người như này đẹp. Giá mà bán 1350 rẻ không các chị? Quá rẻ luôn 1350. Ai để mã này mọi người lên mã cho em mà set hoa xanh cho em. Ai để set hoa xanh mọi người lên mã cho em mà set em hoa xanh. Em có 318 thêm mà. Sọc thể thao là tớ đang hết rồi ạ. Ai để mã này mọi người lên mã cho em mà set hoa xanh cho em. Ai để set hoa xanh. Nặng bao nhiêu cây? Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là set hoa xanh cho em. Ai để set hoa xanh cho luôn cho em. Mã là set hoa xanh cho em. Set hoa xanh ảnh tươi 1350 này. 1350 nhá, kèm cho em luôn. 2 size M nhá các trẻ ơi này. Còn đây sơ mi kèm em lên lại một lượt nữa. Bây giờ em lên lại một lượt nào với cái hàng treo bên trên một lượt nó kêu bác rồi. Giờ là em nghỉ có việc các chị ơi. Hẹn các chị ngày mai nhá. Hẹn các bác ngày mai. Ngày mai mọi người ơi, ngày mai cũng có rất là nhiều hàng mới nha em. Bây giờ live full cho các chị đều hàng mới hết. Ngày mai nói chung là các chị nào nhanh tay thì còn nó có nhiều khi hàng hết thì cũng hơi khó chốt đi mọi người. Nên các chị nào bà nào ưng cái làn thì mọi người chốt nhanh ok cho mọi người ơi. Và bây giờ em lên lại nhưng nói chung là hàng bây giờ em lên lại cho các bác một lượt nữa. Bà nào ưng cái nào mọi người chốt, cái nào mọi người chốt. Còn bà nào ngày mai muốn săn hàng mới tiếp các chị like fanpage của nhà em để chế độ xem trước, bật thông báo lên ngày mai mời em like phát mọi người vào xem luôn cho nhanh. Ai lấy sơ mi kẻ mọi người lên mã cho em mã sơ mi kẻ cho em nhá. Ai lấy sơ mi kẻ các bác lên mã cho em mã sơ mi kẻ. Ai lấy sơ mi kẻ xanh mọi người lên mã cho em mã sơ mi kẻ xanh. Mai tôi cũng like ngang rồi ngày hôm nay. Tất cả nhà mình sẽ like vào 7 giờ. Tạm 8 giờ Nhật. Ờ 8 giờ Nhật. Ngày nào cũng ngày mai có váy không có nhá, mọi người cũng hơn váy nhiều mà. Nói chung là váy ở tớ thì nhiều. Váy thiết kế có, ngày mai có nhá. Ai để mã này mọi người lên mã cho em mà sơ ở váy. Nói chung là cũng không biết cơ, tại vì ngày mai tớ xem là ở kho là có những cái hàng gì thì tớ like cho mọi người. Nói chung cũng không biết là có những cái gì luôn ý. Ai để mã này nói chung là có hàng mới, sẽ có hàng mới bán cho các bạn. Ai để mã này mọi người lên mã cho em mà sơ mi kẻ 780 yên mã sơ mi kẻ. Ai để sơ mi kẻ mọi người lên mã sơ mi kẻ nhá. Còn ai lấy quần lửng trơn này thì các bác lên mã cho em mà lửng trơn cho em. Mai có polo đi Thanh Min nhá. Lửng trơn. Ai lấy lửng trơn mỗi quần có màu ấy rồi. Có màu mất tiêu rồi. Sao mới kể sang Y Tuyền. Ô mất tiêu rồi anh. Lửng trơn. Nghe áo kẹp đâu không? Lửng trơn cho em nhá. Lửng trơn trắng này. Đây lửng trơn nha các bà ơi, lửng trơn. Lửng trơn em có cho các bà là 3 màu lửng trơn. À đấy lửng trơn, mọi người lên bán lửng trơn nhá. Lửng trơn nhá. Ok ạ, à, lửng trơn em có lửng trơn màu trắng này. Lửng trơn em có lửng trơn màu đen này. Ok chưa? Lửng trơn em có lửng trơn màu xanh cho em nhá. À đấy lửng trơn, các bác lên máy cho em lửng trơn kèm màu kèm size. Lửng trơn có 3 màu. Lửng trơn có trắng này. Lửng trơn có màu xanh này. Lửng trơn có màu đen nhá. Giá cho các bà trên livestream luôn là 780 yên. Kèm size giúp em 3 size ML.
ai lấy lửng trơn các bác đi bán luôn, chứ mà lửng trơn kèm màu kèm sai. Lửng trơn màu trắng, lửng trơn màu xanh và lửng trơn màu đen. Sinh nhật à? Sinh sinh nhật con chị ạ. Mình có đi mua cho em bỏ bóng bì đi. Ai để bán em, người đi bán luôn cho em. Lửng trơn kèm màu kèm sai, lửng trơn trắng này, lửng trơn màu xanh và lửng trơn màu đen nhá. Các bác lên mã luôn cho em mã lửng trơn kèm màu kèm size đi các bác ơi, lửng trơn kèm màu kèm size ạ. 780 yên một con mã lửng trơn đi các chị ơi. Lửng trơn trắng này có 3 size ML đây em ơi, cho đây chị. Lửng trơn này lấy lửng trơn một cái lên mã lửng trơn cho em nhá. Ok cho các bảo ai lấy lửng trơn một cái lên mã lửng trơn cho đúng em. Đúng rồi nha, tất cả những ai có đơn hàng inbox vào đường link ghi ở dưới màn hình nhá. Nếu mà muốn mua thêm sản phẩm gì ấy tí xem lại. Mọi người xem lại đầu live stream ấy, nó sẽ là đủ hàng nhất. Đúng rồi ạ. Và chụp ảnh lại vào ghi cái mã nó là mình lấy thêm cái này. Đúng rồi. Thì sẽ chốt cho mọi người nhá. Bác nào mới chốt được ít thì mọi người muốn chốt mà nhà em nhiều mã hôm nay em lên nhiều ấy, mà các bác tí xem lại live stream từ đầu live stream giúp em. Tại vì hôm nay em live từ đầu live stream rồi rất là nhiều mã luôn ý, quá là nhiều luôn, bây giờ em không thể live tiếp được. Mà bây giờ tới đơn live từ đấy thôi. Thì các chị tí xem lại live stream giúp em, mọi người muốn gộp đơn thêm mã nào thì mọi người báo em nhá. À này, mã này mọi người lên mã cho em, mã là gì ạ? Ba lỗ thủng cho em, ba lỗ thủng. Tên là ba lỗ thủng chất nha em, chất rất là dày dặn luôn, chất rất là đanh chất nhá mọi người nhá. Em không bán chất rẻ nhá mọi người nhá. À này, mã này mọi người lên mã cho em ạ, ba lỗ thủng kèm màu. Cho đi Hường, sao đi Nguyễn Phượng Trinh Nguyên. Ba lỗ thủng cho em có màu xanh. Ba lỗ thủng cho em màu này nó là màu vàng. Và ba lỗ thủng cho em màu này nó là màu đen. Các bác lên mã luôn cho em ba lỗ thủng kèm màu cho em nhá. Ba màu cho các chị. Ba lỗ thủng có màu xanh, đây là màu xanh này. Ba lỗ thủng cho em màu này là màu vàng này. Ba lỗ thủng cho em màu này nó là màu đen nhá, đang rất nếu khó. Nếu mà bù thì bù vào đơn sau này Ngọc Hà nhá. 699 yên nhá các bạn ơi, 699 yên. 699 yên. À này, ba lỗ thủng một người lên ba lỗ thủng cho em, ba lỗ thủng màu vàng. Ba lỗ thủng cho em màu đen và ba lỗ thủng cho em màu đang treo nó là màu xanh nhá. Ba lỗ thủng cho em kèm màu luôn giúp em nhá. Còn chân váy ai lấy chân váy một người lên mã cho em một chân váy. Chân váy khói lửng rách. Lửng trơn cho Ánh Tuyết, lửng trơn cho Kim Chi, ba lỗ thủng cho Phạm Bảo Trân. À này, mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? Chân váy khói rách cho em. Chân váy khói rách 1150 nhá, kèm size cho em. Ba lỗ thủng Y Ý Tuyền. Ai lấy chân váy khói rách mọi người lên mã cho em, chân váy khói rách cho em 1150. Chân váy khói rách cho em. Máy xong chưa? 1150. 1150. Kèm size giúp em, 3 size ML, chân váy khói rách. Ai để chân váy khó rách mọi người lên mà chân váy khó rách cho em nhá. Ok các bạn ơi. Ba lỗ thủng nó ngang nha. Trần Hồng Vân. Ánh Tuyết. Ai để loe mọi người lên mã trên mặt loe 1150 kèm size game yêu cho đi. Cao ai để loe mọi người lên mã trên mặt loe 1150 kèm size. Ai để loe mọi người lên mã trên mặt loe cho em 1150 kèm size. Ai để loe mọi người lên mã trên mặt loe cho em nhá. Một xe 150 yên kèm size giúp em, 3 size ML. Ai để loe mọi người lên mã cho em mặt loe 1150 kèm size nhá. Ai để loe các bác lên mã luôn cho em loe đen hạ co giãn này. Chất rất là đẹp luôn nhá mọi người ơi. 1150 kèm size 3 size ML loe cho em. Ai để loe mọi người lên mã loe nhá, 1150 kèm size 3 size ML loe 1150. Tiếp theo luôn giúp em. Mã là kẻ nhá. Ai để kẻ mọi người lên mã kẻ cho em. Em có 2 loại kẻ cho mọi người này. Ai lấy kẻ mới lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? Kẻ trắng 730. Kẻ trắng 730 và đây là kẻ da cho em 730 luôn nha các trẻ ơi. Đáng chất đẹp cho mọi người luôn. Ai lấy kẻ mới lên mã cho em, mã kẻ trắng 730 và kẻ trắng 730 và kẻ da 730. Ai lấy kẻ mới lên mã luôn cho em, mã kẻ nhá. Lê 1150 Kiều Vân. Kẻ ai lấy kẻ cho luôn cho em, mã kẻ da này. Kẻ da cho em và đây là kẻ đen nha, kẻ trắng nhá. Kẻ da và kẻ trắng cho em. Kẻ da và kẻ trắng, ai lấy kẻ nào chút luôn cho em và kẻ đấy cho em nhá. Kẻ da và kẻ trắng 730 yên một áo nhá. 730 một áo, ai lấy kẻ muốn lên mã cho em và kẻ cho em. Bao nhiêu ạ? Kẻ bao nhiêu, kẻ bao nhiêu các bạn ơi, kẻ 730 kèm màu. Kẻ da và kẻ trắng cho em 730 yên cho em nhá. Ai lấy chút đơn luôn cho em. Kẻ trắng Ngọc Huyền. Ok, ai lấy chút đơn luôn cho em ạ. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? Ai để da mọi người lên mã da 650 giúp em. Ai để màu da. Ai để da mọi người lên mã da. Da 650. Ai để mã này mọi người lên mã cho em mà da 650 giúp em nhá.
A để ra, một người lên mã treo mặt ra. A để ra, một người lên mã ra 650 cho em. Ok, em đi treo đi. A để ra, một người lên mã ra 650. Ra 650 các bạn ơi. A để ra, một người lên mã ra 650 nhá. Áo, áo người đấy. Ok các bạn ơi. Má này một người lên mã luôn cho em. Má là dưới. Ai đây, nhưng mà anh lên ok. Sơ mi trắng, ai lấy sơ mi trắng mua lên má luôn cho em, má là sơ mi trắng 750 nhá. Sơ mi trắng form rất đẹp luôn. Có túi hộp ở đây này. Tay bồng đẹp như thế này nhá. Ai lấy má này một cái lên má cho em mà sơ mi trắng 750 yên. Ai lấy sơ mi trắng mua lên má cho em mà sơ mi trắng 750. Sơ mi trắng, ai lấy sơ mi trắng các bác lên má luôn cho em. Má là gì ạ? Sơ mi trắng cho em 750 yên em yêu. Sơ mi trắng 750 giúp em nhá. Ai lấy sơ mi trắng mua lên má sơ mi trắng cho em 750. Ok. Ok các bạn ơi. Ai lấy má này mọi người lên má luôn cho em. Má là ba lỗ kiểu 350 yên, ba lỗ kiểu này. Ba lỗ kiểu cho em, ba lỗ kiểu em có ba lỗ kiểu màu đen, ba lỗ kiểu màu trắng nhá. Ba lỗ kiểu này mọi người mặc phối với baggy hay là phối với quần jean ấy, rất là xinh cho mọi người luôn. Ai lấy má này mọi người lên má luôn cho em. Ống bơ chui em không có nhá bác. 350 rồi. Đây. Ngay lấy luôn đi ngay. Mấy con? Trần Thị Hồng Vân có ra 650. Đây, em luôn đi này. Em luôn đi. Thôi lấy anh lấy luôn này. Ba lỗ kiểu, anh lấy ba lỗ kiểu, mọi người lên má luôn cho em ba lỗ kiểu nhá. Ok, cho mọi người ba lỗ kiểu này. Mọi người mặc phối đồ đi chơi, phối baggy, phối quần jean rất là nhiều luôn. Ba lỗ kiểu kèm màu trắng và đen. Đấy, bà nào có đơn mọi người gộp đơn luôn cho em. Ok chưa? Còn bà làm mà vừa vào sau mà mọi người chưa chốt được cái gì thì hẹn các chị ngày mai. Hoặc là nếu mọi người ngày mai mọi người đi làm bận thì mọi người có thể xem lại livestream giúp em nhá. Từ đầu nay 9 giờ nhà em hôm nay live đều có hàng có số lượng hết. Các chị cứ nói là một chút lại mình báo em. Ok chưa? À để mắt này cho em ba lô kiểu. Ba lô kiểu trắng và ba lô kiểu đen 350 yên thôi các chị ơi. Hàng rất là đẹp luôn nhá. Ok đến nốt hàng này hôm nay có vẻ hôm nay chốt nhiều cái mã này nhỉ. Cái mã đâu rồi? Cái mã này hôm nay chốt nhiều nhỉ? Hôm trước chốt nhiều hết. Em bán thề luôn, bán con này không hiểu sao chạy dã man luôn ấy mọi người. Em bán từ đầu mùa bây giờ mà livestream nào em bán là kiểu gì cũng chốt rất là nhiều luôn. Ai lấy dán tim, ok dán, cái này là rồi, cái này là cái gì nhỉ? Dán ngực đúng không? Dán ngực. Ai lấy dán ngực mọi người lên mà dán ngực. Bà là muốn dán ngực mà mọi người kiểu dán nâng ngực đi cho các chị như này này, dán mọi người nâng lên như này này. Có kèm dây trong cho mọi người có thể buộc ra đằng sau giống như áo ngực mặc bình thường ấy. Ai lấy dán ngực mọi người lên mã cho em mà dán ngực cho em. 650 yên các chị ơi, thề rẻ dã man. Sử dụng dưới nước thoải mái cho mọi người luôn. Nhưng đây là dáng lưng ngực cho các bác có thể cài khuy như này. Đầu tiên là mọi người tháo cái này ra, mọi người dán hai cái phần này trước này cho mọi người nối nghiền vào nhau để cho nó lưng cái ngực này lên đẹp lắm. Thôi nhúc lách. Nhúc lách luôn. Mặc áo mặc không mặc áo ngực mình mặc dán thì không có cảm thấy lưng ngực dã man nổi. À để mà này mọi người nên mã cho em mà dán ngực cho em. 650 yên nhá. 650 yên cho các chị ơi. À để dán ngực mới lên dán ngực tái sử dụng này được và sử dụng dưới nước được các chị nhá. Sử dụng dưới nước được, tái sử dụng này được cho các chị luôn. Ai này rắn ngược, ai này rắn ngược, mọi người lên má rắn ngược cho em 650 yên nhé. Ok chưa? Ok, thôi em nghỉ nha các bạn ơi. Hẹn mọi người ngày mai rất là nhiều hàng. Em bảo các bạn em muốn không? Em mua thêm hàng gì ấy. Chụp ảnh nhưng mà gửi vào link chốt đơn nhé, đừng có gửi vào shop thủ yêu nhá. Ok, gửi vào link chốt đơn đi nhá. Đây là vòng cổ còn chưa lên này. Tất cả những ai mà muốn mua cho em hàng chụp ảnh ấy thì gửi vào link chốt đơn nhá, đừng có gửi vào shop thủ yêu nhá, tại vì link chốt đơn là sẽ nhân viên sẽ lên đơn ở bên đấy nhá. Comment cả giá ra cho tớ với bác ấy. Ai để mã này chốt luôn cho em dung hoa cho em. Ai để dung hoa chốt luôn cho em dung hoa. Dung hoa nhá, dung hoa. Ai để dung hoa mọi người lên mã dung hoa đến lúc dung hoa được nghỉ. Ai để dung hoa mọi người lên mã dung hoa cho em nhá. Ai để dung hoa mọi người lên mã cho em mà dung hoa lên màu này nó là màu da này. Dung hoa cho em màu này nó là màu da này. Dung hoa cho em màu này nó là màu trắng này. Dung hoa cho em màu này nó là màu trắng và dung hoa cho em màu này nó là màu đen nhá. Có màu đen nữa. Đây. Dung hoa cho em. 399 yên. Ai để dung hoa các bác này mà dung hoa cho em nhá. 399 nhá, dung hoa màu đen này. Dung hoa màu trắng này. Và dung hoa màu da cho em nhá. Ok, dán được vào đấy chốt ạ. Dung hoa. Ok thôi các bà ơi, em nghỉ đây. Bà là có đơn đi book còn đứng ninh em ghi bên dưới nhá. Hôm nay không lẽ em nên là nhìn là hơi buồn rồi. Bà nào muốn mua thêm hàng thì chụp ảnh gửi vào okay. Link chốt đơn. Bà là muốn mua thêm hàng thì mọi người chụp ảnh màn hình ebook còn link chốt đơn giúp em nhá. Ok, chờ mai nhân viên nhận đơn cho. Còn hôm nay em hôm ngày mai các chị ơi, ngày mai bằng giờ ngày hôm nay em live vẫn live hàng cho các bác, hàng livestream hàng mới hết. Cho các chị mọi người tha hồ mọi người chốt hàng mới, mọi người săn hàng đẹp.
là rẻ như thế này thì thật sự luôn là mọi người các bác săn nó hơi thích khách em khoái lắm này, thật sự luôn ý, săn hàng giá rẻ như này mới săn khoái. Mông Cổ thì ngày mai em sẽ lên nhá, ok chưa các vị ơi. Còn hẹn mọi người ngày mai, mà là muốn chốt đơn thì các bác hẹn mọi người ngày mai nhá, ngày mai em sẽ livestream cho các bà. Mông Cổ đây còn chưa lên thì ngày mai lên Mông Cổ cho mọi người nữa. Còn bây giờ em tắt livestream đây, các chị nào có đơn thì inbox đi ạ. Bà nào có đơn thì inbox cho em đi, mai nhân viên nhắn tin cho. Nha, ok chưa? Bác Bạc Liêu quê em ơi, bác xem lại livestream giúp em nhá. Giờ em tắt livestream nhá, bác tua tua cái phần cái lúc mà em này anh Nam ơi cài. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon, hẹn mọi người ngày mai nhá.